Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn phần 3 của bộ truyện Âm Dương Quái Diện của tác giả Trần Thanh Vân. Chương 9, Danh Môn Chánh Phái. Tiếng bước chân người đi đến càng lúc càng gần khiến Quan Vân Sơn phập phồng lo sợ. Sau khi xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Quan Vân Sơn dù đang lúc cạn kiệt chân lực vì đã chạy một đối đường quá xa cũng cố gắng thực hiện một hành vi cuối cùng. Là hành vi mà lúc thường đối với Quan Vân Sơn chỉ là một việc làm dễ như trở bàn tay, nhưng vào lúc này, Quan Vân Sơn muốn thực hiện chót lọt lại đòi hỏi một cố gắng tột bực. Dù thế, Quan Vân Sơn vẫn phải thực hiện. Mở xà cạp quấn ở chân bên tả ra, sau đó cuộn lại như trước, chỉ thực hiện mỗi một hành vi đó thôi Quan Vân Sơn ngỡ như sắp đứt hơi và chết đến nơi. Cuối cùng, khi mọi việc đã xong, Quan Vân Sơn nằm ngã lăn ra đất và liên tiếp chút ra từng nhịp thở, mệt mỏi có, khoan khoái có. Mệt mỏi thì đó là vì kiệt lực, còn khoan khoái là vì Quan Vân Sơn rốt cuộc cũng giấu xong tỷ độc châu vào giữa lớp xà cạp. Rồi với tâm trạng đã sẵn sàng, Quan Vân Sơn chờ đợi thanh âm người thế nào cũng vang lên. Nhưng lúc điều đó xảy ra Quan Vân Sơn vẫn ngạc nhiên, vì không ngờ được nghe loạt thanh âm quen tai. Là thiếu bang chủ, sao chỉ có một mình thiếu bang chủ, còn thiếu trang chủ Khưu Phúc Linh đâu? Vẫn còn mệt mỏi, Quan Vân Sơn mở mắt ra và nhìn đoàn ngũ hạ đang hiện diện cùng một lúc với Bạch Hào Sư Huynh và một nhân vật trung niên kiếm khách. Và thế là một câu hỏi không thể không bật ra khỏi môi miệng Quan Vân Sơn. Đã an toàn thoát đi, đoàn cô nương còn quay lại làm gì? Bạch Hào bỗng hắng giọng. Thiếu bang chủ, lần này có cả gia sư cùng đến, chủ ý là muốn thỉnh giáo thiếu bang chủ vài điều hệ trọng. Khi nhận ra người đến là đoàn ngũ hạ và đồng môn, nên Quan Vân Sơn có phần nào nhẹ nhõm. Thì ngay lúc này, vừa biết nhân vật trung niên kiếm khách kia là sư phụ của Bạch Hào và đoàn ngũ hạ, Quan Vân Sơn lại tỏ ra sợ hãi. Quan Vân Sơn gượng ngồi dậy. Vãn bối vẫn nghe kể thạch trưởng môn luôn, nay được diện kiến quả là tam sinh hữu hạnh. Nếu vãn bối có gì thất lễ, mong thạch trưởng môn. Kiếm khách trung niên chợt xua tay. Lỗi không phải ở thiếu bang chủ, mà là do thạch thành tín này cùng tệ độ có phần đường đột. Như thiếu bang chủ mới vừa lâm đại địch, sao mỗ chỉ thấy một mình thiếu bang chủ bỏ chạy, không có bất kỳ địch nhân nào đuổi theo. Để không bị trách là thất lễ, Quan Vân Sơn một lần nữa gắng gượng, lần này là để đứng lên. Chính vì địch nhân không đuổi theo nên vãn bối thêm lo sợ. Thạch trưởng môn, xin cho hỏi, lúc nhìn thấy vãn bối, thạch trưởng môn còn cách U Minh Cốc bao xa? Đoàn ngũ hạ cao mày. Như thiếu bang chủ muốn biết sư đồ tiểu nữ có đến U Minh Cốc hay không chứ gì. Sư phụ của đoàn ngũ hạ và Bạch Hào là Thạch Thành Tín cũng cau mày hoài nghi. Ở U Minh Cốc đã xảy ra những chuyện gì? Cớ sao thiếu bang chủ muốn biết sư đồ thạch mỗ có đến đó hay chưa? Không thể không giải thích, Quan Vân Sơn thở dài. Vì vãn bối đang lo ngại cho trưởng môn võ đang phái. Thạch Thành Tín giật mình. Thiếu bang chủ bảo sao? Gần đây đạo trưởng Trang Đàm đã có tin thất tung, lẽ nào lại đột nhiên xuất hiện ở U Minh Cốc? Bạch Hào tỏ ra nôn nóng lạ. Chúng ta phải đến U Minh Cốc ngay, sư phụ, kẻo không thôi. Câu nói của Bạch Hào không phải chỉ có một mình Thạch Thành Tín giật mình, Quan Vân Sơn cũng vội vã khuyên ngăn. Đến U Minh Cốc lúc này là tự sát, thạch trưởng môn và nhị vị lệnh đồ xin đừng xem nhẹ sinh mạng, định một lúc đối đầu với cả ngũ liên giáo và người của Đông Hải Bí Cung. Thạch Thành Tín trợn to hai mắt. Đông Hải Bí Cung, là thiếu bang chủ xác quyết bọn Đông Hải đã tiến nhập Trung Nguyên chúng ta. Bạch Hào chợt cười lạt. Thiếu bang chủ, không phải Bạch Hào này không tin lời thiếu bang chủ, nhưng việc có người của Đông Hải Bí Cung ở U Minh Cốc xem khá mơ hồ. Mong thiếu bang chủ chỉ giáo thêm. Thái độ của Bạch Hào khiến Quan Vân Sơn đồng tâm. Nếu tài hạ đoán không lầm thì lần này quay trở lại khá nhanh và có lệnh sư cùng đi, như Bạch Huynh có ý dò xét hư thực về báu vật ở U Minh Cốc. Nếu như không có Thạch Thành Tín kịp dùng mắt ra hiệu, có lẽ Bạch Hào không dễ dàng ngậm câm miệng sau khi nghe Quan Vân Sơn hỏi một câu như thế.
Vì phát hiện động thái này nên Quan Vân Sơn tỏ ra cảnh giác lúc nghe Thạch Thành Tín đặt nghi vấn. Sự việc có liên quan đến sự xuất hiện của Đông Hải Bí Cung là thế nào, thiếu bang chủ? Quan Vân Sơn giải thích. Việc Đông Hải Bí Cung xuất hiện là có thật, và chính Trang Đàm đạo trưởng đã liều mình ngăn cản để vãn bối có cơ hội thoát thân. Thạch Thành Tín bán nghi. Nếu là vậy, bọn Đông Hải có võ học cao minh hơn cả Trang Đàm, trưởng môn võ đang phái. Liền sau câu nói của Thạch Thành Tín, một loạt cười vang đến. Thạch trưởng môn sao lại dễ dàng tin vào những lời nhảm nhí như thế? Nếu muốn tin, trước hết hãy hỏi hắn là ai và bịa chuyện như thế để làm gì? Ha, ha! Chàng cười tuy chỉ có một, nhưng số người bất ngờ xuất hiện chẳng phải chỉ có một người. Điều này làm cho Thạch Thành Tín bồn chồn lo lắng lạ. Và Quan Vân Sơn vụt hiểu tại sao trưởng môn Hoa Sơn phái Thạch Thành Tín lại có biểu hiện đó, khi phát hiện Bạch Hào bỗng dưng tiến đến gần, đồng thời Bạch Hào còn lên tiếng, nói một câu mơ hồ. Chúng ta chậm mất rồi, sư phụ. Thạch Thành Tín xua tay và hướng mặt về phía những nhân vật mới xuất hiện. Côn Luân, Không Động, Điểm Thương. Chư vị đến tuy khá nhanh, nhưng chỉ tiếc tiểu tử họ Quan chỉ có một và lại bị tệ phái Hoa Sơn phát hiện trước. Thạch mỗ hy vọng chư vị đừng có hành vi nào thái quá làm mất đi hòa khi vốn có giữa tệ phái và chư vị. Vì đã hiểu nên Quan Vân Sơn phẫn nộ. Hành động này của Hoa Sơn phái là có ý gì? Phải chăng Thạch trưởng môn vẫn không tin lời tài hạ và vẫn quyết quay lại U Minh Cốc để tìm báu vật? Bạch Hào đang đứng cạnh Quan Vân Sơn chợt rít lên. Câm đi, thiếu bang chủ không nhận thấy Hoa Sơn phái đang tìm cách để bảo vệ an toàn cho chính thiếu bang chủ sao? Đừng lắm lời nữa. Trong những nhân vật mới xuất hiện bỗng có một người cười vang. Vẫn nghe nói thiếu bang chủ Tứ Hải bang vốn là người thông tuệ, hóa ra sự thật còn hơn cả lời đồn. Thiếu bang chủ hiểu không sai, đúng là Hoa Sơn phái định dựa vào thiếu bang chủ để quay lại U Minh Cốc tìm báu vật. Tôn mỗ nói có quá lời chăng, Thạch huynh? Ha, ha! Lập tức có nhiều chàng cười phụ họa nối tiếp nhau vang lên. Lòng vải cũng như lòng sung thôi, sao Thạch huynh không cùng mọi người bàn cách và nghĩ kế đi vào U Minh Cốc một khi đã có tiểu tử họ Quan ở đây? Đúng vậy, nếu muốn một mình độc chiếm báu vật ở U Minh Cốc, Thạch lão huynh chẳng hóa ra đã xem thường Không Động, Điểm Thương và Côn Luân tệ phái đến thế sao? Bốn phái chúng ta đều đứng chung hàng ngũ thất đại phái, nên có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Làm được điều này, chúng ta còn lo gì ngũ liên giáo, kể cả bọn người Đông Hải, nếu họ thật sự đã xuất hiện. Lời của mọi người khiến Quan Vân Sơn càng hiểu rõ thêm tham vọng của những nhân vật luôn tự nhận là danh môn chánh phái. Vừa thất vọng vừa giận, Quan Vân Sơn đột nhiên đánh tiếng. Chư vị nói như vậy là sai rồi. Báu vật ở U Minh Cốc tuy chưa biết hư thực là thế nào, nhưng nhất định không có nhiều để chia đều hết cho cả đây. Ý tài hạ muốn nói, chư vị đã chậm một bước so với Hoa Sơn phái. Đoàn Ngũ Hà giật mình, liếc nhìn Quan Vân Sơn. Thiếu bang chủ định khích mọi người giao đấu với nhau để hưởng lợi ư? Quan Vân Sơn bối rối nhìn Đoàn Ngũ Hà, và Quan Vân Sơn thêm lo lắng khi thấy Thạch Thành Tín đột nhiên tuốt kiếm ra. Hắn muốn thế cũng không hề gì, vì hắn sẽ dễ tâm phục khẩu phục hơn, nếu tận mục sở thị cuồng vân kiếm pháp của ta. Bạch Hào cũng tuốt kiếm và tiến đến cạnh Thạch Thành Tín. Mọi việc sẽ định đoạt bằng bản lãnh, Quan Vân Sơn ngươi chỉ thuộc về phái nào có sở học cao minh hơn. Mục kích diễn biến này, Quan Vân Sơn cố tình lùi gần Đoàn Ngũ Hà. Cô nương còn lưu lại là để giữ tài hạ khỏi rơi vào tay phái khác. Đoàn Ngũ Hà rít qua kẽ răng. Tiểu nữ định sau đây sẽ tìm lời khuyên ngăn gia sư, không để gia sư miễn cưỡng thiếu bang chủ. Nhưng tình thế này, lại là do thiếu bang chủ gây ra, hậu quả thế nào đều có lỗi của thiếu bang chủ. Trong khi Đoàn Ngũ Hà tức bực nói như thế, những nhân vật mới xuất hiện đã bắt đầu có thái độ với Thạch Thành Tín sư phụ nàng. Một nhân vật tiến lên và nói bằng giọng cao ngạo. Đã lâu không so tài, có lẽ cuồng vân kiếm pháp của Thạch huynh lợi hại hơn xưa. Tôn Giật Thiên mỗ xin lĩnh giáo. Thạch Thành Tín rung tay loang kiếm.
Đao kiếm vô tình, tôn trưởng môn xin cẩn trọng, đỡ. Véo. Quan Vân Sơn nhẹ chút ra hơi thở dài, thì thào với Đoàn Ngũ Hà. Nếu cô nương muốn thế, sao ngay từ đầu không khuyên ngăn lệnh sư? Đặt vào trường hợp như tài hạ, liệu cô nương có diệu kế nào hơn? Miệng tuy hỏi, nhưng mắt Quan Vân Sơn vẫn nhìn đăm đăm vào cục diện. Kiếm chiêu của Thạch Thành Tín tuy lợi hại, nhưng xem ra Tôn Giật Thiên vẫn có chỗ ỷ trường khi thản nhiên dùng quyền pháp giao chiêu. Tôn Mỗ đành thất lễ, đỡ, thảo. Và Quan Vân Sơn nghe tiếng Đoàn Ngũ Hà chép miệng. Thất thương quyền của Không Đồng Phái từng bị thất truyền từ lâu, không ngờ đến đời Tôn Giật Thiên trưởng môn lại có cơ hội xuất hiện. Hà quả là quyền pháp danh bất hư truyền. Quan Vân Sơn nhờ nghe Đoàn Ngũ Hà nói mới biết vì sao Tôn Giật Thiên với đôi tay nhục thể lại dám cùng kiếm của Thạch Thành Tín so tài. Và lúc đó quyền phong thất thương đã chạm vào kiếm kình cuồng vân, gây thành tiếng đồng chạm ghê khiếp. Bùng, choang. Thạch Thành Tín chợt cười to. Thạch Mỗ những tưởng tôn trưởng môn sau nhiều tâm huyết đã khôi phục hầu như tròn vẹn bộ quyền thất thương từng bị thất truyền, hóa ra chỉ là một vài chiêu thức chưa thật sự đạt hỏa hầu lợi hại. Tôn trưởng môn chớ nên miễn cưỡng kẻo tự rước hỏa vào thân. Hãy xem chiêu, ha, ha. Bằng một lượt truyền tay khinh ảo, kiếm chiêu của Thạch Thành Tín lần này vụt phát tán thành một đợt sóng kình kỳ quái, như thiên la địa võng trực phủ chụp khắp người Tôn Giật Thiên. Tào. Sắc mặt của Tôn Giật Thiên chợt ngưng động. Tuy chưa đủ hỏa hầu, nhưng ai dám bảo thất thương quyền của Mỗ là không đủ lợi hại. Đỡ. Vụt. Quan Vân Sơn vụt nghe Đoàn Ngũ Hà kêu khẽ. Thất sát tâm thương. Trưởng môn phái Không Đồng không ngờ lại liễu lĩnh đến thế. Không thể hiểu Đoàn Ngũ Hà bảo họ Tôn liều là liều như thế nào, Quan Vân Sơn đành căng mắt nhìn vào diễn biến của cục diện. Đó là lúc song quyền của Tôn Giật Thiên sau tiếng quát vụt hóa thành 5-7 cánh tay và tất cả đều cuồn cuộn lao đến áp chế cũng như uy hiếp nhiều đại huyệt quan trọng ở phần thân trước của Thạch Thành Tín. Vù, vù. Điều này làm cho Thạch Thành Tín phải cấp thời thoái bộ thu kiếm chiêu. Dù tôn trưởng môn có muốn cùng Thạch Mỗ thiên địa đồng thọ, nhưng thật đáng tiếc Thạch Mỗ lại chưa muốn chết. Do Thạch Thành Tín hồi bộ thu chiêu nên chiêu quyền thất sát tâm thương của Tôn Giật Thiên trồm đến và quật ra một loạt quyền có đến 7-8 chiêu lãi. Tôn Mỗ cũng đâu muốn chết, đó chỉ là cách để Tôn Mỗ chuyển bại thành thắng thôi. Hãy xem đây thì rõ. Vù. Nhưng thật bất ngờ, Thạch Thành Tín bật cười. Nhưng tôn trưởng môn đã muộn mất rồi. Mỗ nào đã thu hồi toàn bộ kiếm chiêu. Ha, ha. Quan Vân Sơn cũng cảm thấy như vậy và không thể không ngấm ngầm thán phục khi phát hiện Thạch Thành Tín tuy có lùi nhưng thanh kiếm trong tay vẫn kịp ngoặt qua một bên, đủ để ngăn trần đà tấn công có nhiều sơ hở của họ Tôn. Vì thế, loạt quyền của họ Tôn vừa mới xuất phát, liền gặp phải kiếm chiêu gườm sẵn của họ Thạch. Véo. Tôn Giật Thiên kinh hãi thu quyền. Kiếm chiêu quả lợi hại, thủ đoạn còn lợi hại hơn. Nhưng đúng như Thạch Thành Tín đã bảo, Tôn Giật Thiên dù có thu quyền cũng đã muộn. Thất lễ, đỡ. Véo, xoạt. Một bên ống tay áo của Tôn Giật Thiên bị kiếm của Thạch Thành Tín đoạn lìa. Và kết quả này làm cho họ Tôn bàng hoàng bẽ mặt. Được lắm, lần nhục bài này Tôn Giật Thiên ta quyết chẳng bao giờ quên. Hẹn gặp lại. Hừ. Họ Tôn quay người định bỏ đi, bỗng có tiếng người ngăn lại. Họ Thạch có thắng chỉ là nhờ thủ đoạn. Tôn huynh nếu bỏ đi thì chẳng phải vô tình trúng thêm kế loại bỏ dần địch thủ của họ Thạch sao? Tôn Giật Thiên quay mặt nhìn người vừa phát thoại. Đa tạ giả trưởng môn điểm hóa. Không sai, Tôn Mỗ nếu bỏ đi lúc này, có khác nào nguyện ý để một mình Hoa Sơn phái độc chiếm báu vật. Mỗ cần phải lưu lại. Dần dữ, Bạch Hào tung kiếm nhào đến nhân vật họ giả. Dám dùng giả tiểu nhân suy bụng người quân tử, ván bối Bạch Hào nguyện lĩnh giáo kiếm pháp Côn Luân. Đỡ. Véo. Nhân vật họ giả vốn là trưởng môn nhân của Côn Luân kiếm phái nên tay kiếm cũng lẻ làng khác thường. Họ giả vẫy kiếm và điểm một nụ cười lạt. Bằng vào bản lãnh của người, có lẽ bổn trưởng môn không cần quá tam chiêu. Đây là chiêu thứ nhất,
đỡ. Thảo. Đoàn Ngũ Hà chợt bĩu môi, nói khẽ cho Quan Vân Sơn nghe. Giả thù nếu thực hiện đúng như lời là lão tử bôi xấu lão. Vì cuồng vân kiếm của sư huynh ít ra cũng đạt 7 phần chân truyền của gia sư. Phàm người luyện võ điều tối kỳ là quá cao ngạo, nhận định sai về thực lực của người. Quan Vân Sơn gật gù, nhìn Bạch Hào đang có thái độ hung hăng, chợt tỏ ra trầm tĩnh khác thường, lúc cùng giả thù chuẩn bị chạm chiêu đầu tiên. Lệnh sư huynh quả có toan tính từ trước, và kết quả có lẽ không sai biệt mấy với nhận định của cô nương. Đoàn Ngũ Hà chợt quay đầu nhìn Quan Vân Sơn. Trở lại câu chuyện lúc nãy, sao thiếu bang chủ biết tiểu nữ chưa thử tìm lời khuyên ngăn sư phụ? Quan Vân Sơn bối rối. Tài ha! Kịp may cho Quan Vân Sơn đỡ phải phí lời giải thích, vì tiếng quát trầm hùng của giả thụ trưởng môn Côn Luân Phái đã vang lên đúng lúc. Bạch tiểu tử, người thật khéo che giấu công phu đã luyện. Nhưng không sao, dù ngươi có đạt 7 phần chân truyền của lệnh sư cũng đâu khiến bổn trưởng môn sai lời. Chiêu thứ hai, đỡ. Véo. Quan Vân Sơn không thể không lo lắng cho Bạch Hào. Cô nương nhìn kìa, kiếm pháp Côn Luân Phái như không hề kém lợi hại so với kiếm pháp Cuồng Vân của quý phái. Đoàn Ngũ Hà vẫn bình thản. Cuồng Vân kiếm pháp lấy số 7 làm chủ. Thất thất tứ thập cửu, với 48 chiêu và một tuyệt chiêu. Thiếu bang chủ cứ chờ đến đó thì rõ. Vậy là có cơ hội cho Quan Vân Sơn quay nhìn Đoàn Ngũ Hà. Đã nghe cô nương khuyên, sao lệnh sư còn cố công mưu tìm báu vật? Đoàn Ngũ Hà thở dài. Bạch sư huynh quá đa nghi, cảm thấy lúc Khư Phúc Linh và thiếu bang chủ cùng lưu lại U Minh Cốc tất có điều đáng ngờ. Và sư phụ đã tin lời Bạch sư huynh. Đúng lúc này, tiếng chạm kiếm giữa giả thủ và Bạch Hào vang lên. Choang! Và Quan Vân Sơn nghe Thạch Thành Tín bật kêu. Đối phương đã dựa vào nội lực nguyên thâm. Bạch Hào, ngươi hãy mau lui xuống, đừng quá tham chiến mà mang hỏa. Cả Quan Vân Sơn và Đoàn Ngũ Hà cùng nhìn thấy Bạch Hào sắp rơi kiếm, sau lần chạm phải kiếm kình đầy nội lực của họ giả. Và câu hô hoán của Thạch Thành Tín chỉ làm cho họ giả bật cười. Chưa bài đã lui, đâu phải bản sắc anh hùng. Có phải thế không Bạch tiểu tử? Chiêu thứ ba đây, ha, ha. Quan Vân Sơn thất kinh. Nguy cho Bạch huynh rồi. Chỉ có Đoàn Ngũ Hà là giữ được điềm tĩnh. Đã có gia sư đứng cạnh, Bạch sư huynh đâu dễ gì gặp nguy. Và đúng như nàng nói, Thạch Thành Tín chợt xông vào. Tệ đồ kể như thất trận, sao giả trưởng môn không hạ thủ lưu tình? Có phải muốn cùng Thạch mỗ giao chiêu? Xem đây. Tào. Cách ra chiêu của họ Thạch tuy có tác dụng là giải nguy cho Bạch Hào, nhưng đó là hành vi thiếu minh bạch, khiến Quan Vân Sơn ngấm ngầm bất phục. Thầm hiểu rõ tâm trạng của Quan Vân Sơn, Đoàn Ngũ Hà chợt hạ thấp giọng. Tuy là danh môn chánh phái, nhưng thiếu bang chủ chớ có mong tìm thấy nhân vật nào mà không hành sự bất chấp thủ đoạn. Tốt hơn hết thiếu bang chủ nên tự lo thân, càng sớm nghĩ cách chạy thoát càng tốt cho thiếu bang chủ. Quan Vân Sơn gượng cười. Có muốn chạy thì vẫn cần khôi phục chân nguyên, chỉ tiếc tài hạ chưa có thời gian cần thiết để. Chợt Đoàn Ngũ Hà có một hành vi làm cho Quan Vân Sơn khó hiểu. Nàng lén trao vào tay Quan Vân Sơn một vật. Đây là cửu truyền phản hồi đan do sư tổ trước kia ban cho tiểu nữ. Thiếu bang chủ có dùng cũng không ngại bị gia sư phát hiện. Quan Vân Sơn ngập ngừng. Thịnh tình này của cô nương, tài hạ có phúc phận gì mà dám nhận lãnh. Nàng thu tay về, vờ như tiếp tục quan sát trận chiến giữa sư phụ nàng và giả thụ trưởng môn Côn Luân Phái, và càng không màng đến cửu truyền phản hồi đan liệu có được Quan Vân Sơn nhận hay không. Không sớm cũng muộn, đúng lúc Đoàn Ngũ Hà quan sát trận chiến, cũng như những nhân vật đương diện đang làm như vậy, nàng đột nhiên phát hiện có bóng người thấp thoáng ẩn hiện ở xa xa. Nàng đồng tâm, vội căng mắt nhìn thì cũng vừa lúc bóng người đó từ xa lao ảo đến. Lo ngại, Đoàn Ngũ Hà vụt kêu toáng lên. Sư phụ, đề phòng có người muốn ám toán. Lời nàng kêu khiến nhiều người cùng nhìn. Sau đó, hầu như ai ai cũng kêu. Quả nhiên có người định xuất thủ xen vào thật, nhưng không phải chỉ có một người.
Bọn họ là ai? Không lẽ là người Ngũ Liên giáo? Bạch Hào là người kêu to nhất. Đa phần bọn Ngũ Liên giáo đều che kín chân diện, không dám xuất đầu lộ diện như bọn này. Lẽ nào là người Đông Hải Bí Cung? Đoàn Ngũ Hà nghe thế giật mình, vội quay đầu nhìn lại Quan Vân Sơn. Thiếu bang chủ. Vừa mới kêu lên như thế, Đoàn Ngũ Hà buộc phải dừng lời, vì bên cạnh nàng làm gì có Quan Vân Sơn. Chợt hiểu Quan Vân Sơn có lẽ sau khi dùng xong linh dược cửu truyền phản hồi đan, đã nhân lúc có nhiều nhân vật lạ mặt vừa xuất hiện kịp thời lẻn bỏ đi như chính lời nàng vừa đề xuất. Đoàn Ngũ Hà khẽ thở vào nhẹ nhõm, một nửa là mừng cho Quan Vân Sơn đã thoát thân, một nửa thì phiền muộn vì Quan Vân Sơn khi bỏ đi đến lời cáo biệt cũng không có. Việc Quan Vân Sơn không còn nữa ở đây, ắt chỉ có một mình Đoàn Ngũ Hà phát hiện, vì tất cả đều đang lo đối phó với những nhân vật không mời mà đến. Và Đoàn Ngũ Hà nghe tiếng sư phụ quát hỏi. Chư vị là người từ đâu đến? Xuất hiện đường đột thế này, chẳng hay chư vị có điều gì chỉ giáo. Đoàn Ngũ Hà hoang mang nhìn một nhân vật trong số những người vừa xuất hiện chợt bật cười. Thật là may khi được dịp hội diện một lúc với những bốn nhân vật nhất môn chi chủ như thế này. Sao chư vị còn chậm chân ở đây, thay vì đến U Minh Cốc cùng võ đang phái truy tìm báu vật? Trừ phi mỗ đã hiểu sai về chư vị. Ha, ha. Và không chờ những người như Thạch Thành Tín đáp lời, nhân vật nọ ngay khi cười xong, bỗng khoát tay ra hiệu cho những nhân vật cùng đến. Họ đều là danh môn chánh phái, có lẽ không dễ bị đồng tâm vì báu vật như những kẻ tầm thường chúng ta. Đi thôi. Vừa mới đến đã vội bỏ đi, thường ra những hành vi tương tự thế này rất dễ khiến mọi người nghi ngờ. Thế nhưng bọn người Thạch Thành Tín không hiểu sao lại không chút nghi ngờ. Trái lại, tất cả đều vội vã bỏ chạy theo bọn người xa lạ nọ. Vút, vút. Điều này làm cho Đoàn Ngũ Hà nghi hoặc. Vì thế tuy nàng cũng lo chạy đuổi theo, nhưng thật tâm là muốn tìm cách đề tỉnh Bạch Hào, hoặc Thạch Thành Tín sư phụ nàng. Vút. Chương 10 Cổ Trần Trúc Lâm. Đột ngột bị hai nữ nhân lạ mặt chợt xuất hiện và bất ngờ từ hai bên nhấc bổng mang đi, Quan Vân Sơn há miệng định kêu, bỗng nghe nữ nhân bên tả gắt khẽ vào tai. Đừng lên tiếng, trừ phi thiếu bang chủ muốn gây kinh động, và lại bị bọn họ tiếp tục sâu xé. Quan Vân Sơn liền hạ thấp giọng. Nhưng tài hạ sẽ yên tâm hơn, nếu biết rõ nhị vị cô nương cùng những bằng hữu là ai. Và với ý gì khi bất ngờ ra tay giải thoát tài hạ. Hai nữ nhân vẫn tiếp tục đưa Quan Vân Sơn đi bằng khinh công thân pháp có thể bảo là lợi hại hơn Quan Vân Sơn bội phần. Và thủy chung chỉ có nữ nhân bên tả là lên tiếng cùng Quan Vân Sơn đối đáp. Tìm hiểu cặn kẽ để làm gì thiếu bang chủ. Chỉ cần biết bọn ta là ân nhân cứu mạng, bấy nhiêu đó không lẽ vẫn chưa đủ với thiếu bang chủ sao? Quan Vân Sơn cười lạt. Nếu thật sự được nhị vị cô nương giải nguy, đại ân này không cần nói tại hạ cũng nguyện có ngày đền đáp. Chỉ e thật ý của chư vị lại không phải như thế. Nữ nhân bên tả cũng cười lạt. Vậy theo thiếu bang chủ, bọn ta chịu phí công cứu người là có ý đồ. Là ý đồ gì vậy? Quan Vân Sơn nhắm mắt lại, như muốn để mặc cho hai nữ nhân xa lạ đưa đi đâu thì đưa. Hết Ngũ Liên giáo lại đến Đông Hải Bí Cung, phàm ai ai cũng có mưu đồ bất lợi đối với tài hạ. Chẳng hiểu nhị vị có còn hảo ý muốn cứu giúp tài hạ nữa không, nếu bây giờ tài hạ bảo tỷ Độc Châu không còn ở bên người tài hạ. Hai nữ nhân nọ lập tức dừng lại, và lần này đến lượt nữ nhân bên hữu lên tiếng. Ngươi nói như thế là có ý gì? Không còn ba chữ thiếu bang chủ nữa, Quan Vân Sơn cười thầm với thái độ mau thay đổi này và lên tiếng. Nhị vị cô nương vậy là đã thừa nhận sự chú tâm dành cho tỷ Độc Châu. Nữ nhân bên tả vụt nhoèn cười. Thiếu bang chủ đừng hiểu sai ý Xuân Mãn tỷ. Hỏi ai lại không tức giận nếu bị thiếu bang chủ nghi ngờ, biến hành vi đầy thiện ý thành việc làm có chủ đích xấu xa. Nữ nhân bên hữu cũng cười, nhưng không thể giấu sự gượng gạo. Đông Điền muội nói chí phải, và đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến tỷ Độc Châu.
lời nói thiếu thành thật của nữ nhân bên Hữu, Xuân Mãn, nếu có làm Đông Điền là nữ nhân bên Tả bối rối, đến phải đỏ mặt và liếc nhìn Quan Vân Sơn, thì lại làm cho Quan Vân Sơn cười phá lên. Và càng nghe Quan Vân Sơn cười thì Đông Điền càng bối rối, đến nỗi chính nàng phải lên tiếng trách Xuân Mãn. Xuân Mãn tỷ cần gì phải che giấu bảo là chưa hề nghe nói đến tỷ Độc Châu. Vì chưa biết thì có gì chúng ta lại tức giận khi bị thiếu bang chủ nghi ngờ, cho chúng ta cứu người chỉ vì quan tâm đến tỷ Độc Châu. Quan Vân Sơn thôi cười. Dù có ý gì đi nữa, Tài Hà chỉ muốn biết nhì vị cô nương định đưa Tài Hà đi đâu. Đông Điền vụt tươi tỉnh trở lại. Tề chủ nhân, trang chủ Huỳnh Hoa Trang, vì có thành ý muốn gặp thiếu bang chủ nên đã hạ lệnh, hy vọng bọn ta vời cho được thiếu bang chủ đến hội diện. Quan Vân Sơn nhíu mày. Trang chủ Huỳnh Hoa Trang, danh xưng này Tài Hà chưa từng nghe qua. Xuân Mãn bĩu môi. Chưa nghe, vì ngươi là người có kiến văn nông cạn, nào phải vì Huỳnh Hoa Trang chưa hề tồn tại trên giang hồ. Một lần nữa, Đông Điền đỏ mặt vì bối rối, bởi bao nỗ lực của nàng nhằm làm cho tình thế dịu đi, nhất là không để Quan Vân Sơn cứ mãi nghi ngờ, nhưng chỉ với một câu nói vừa rồi của Xuân Mãn, mọi cố gắng của nàng đều trôi sông trôi biển. Và sự thật đã diễn ra như vậy, khi Quan Vân Sơn lạnh giọng bảo. Quý chủ nhân dù có là nhân vật nào đi nữa, thiết nghĩ giữa Tài Hạ và Huỳnh Hoa Trang chưa một lần nào giao tiếp cũng chưa có ân tình, nên việc hội diện này kể như không cần thiết. Xuân Mãn càng làm cho tình thế diễn biến xấu hơn, khi gần giọng bảo. Mọi việc nào phải do chủ ý của ngươi, vì đối với tệ chủ nhân, lệnh là lệnh, bình sinh chưa một ai dám khước từ, hoặc phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân. Quan Vân Sơn hất mặt. Nếu là vậy, nhì vị hãy bắt đầu làm quen với việc bị khước từ ngay từ bây giờ thì hơn. Tài Hà quyết không đi. Xuân Mãn hừ lạnh. Ngươi dám. Quan Vân Sơn nhún vai. Đó là điều Tài Hà đang hành động, cô nương khỏi ham dọa. Giữa tình cảnh cứ như trời chẳng chịu đất và đất chẳng bao giờ chịu trời, Đông Điền luống cuống nói xen vào. Mong thiếu bang chủ nghĩ lại. Việc cùng tề chủ nhân hội diện, xét ra chỉ có lợi chứ không hề gây thiệt hại gì cho thiếu bang chủ. Nhưng Quan Vân Sơn vẫn khăng khăng. Chính cô nương mới là người cần nghĩ lại. Phần Tài Hạ ý Tài Hạ đã quyết, sao Tài Hạ phải đến gặp một người, mà lời mời cứ như mệnh lệnh buộc phải thi hành. Xuân Mãn nổi giận. Người đúng là kẻ không biết thế nào là trời cao đất dày. Người có biết có rất nhiều người vẫn mong được tề chủ nhân mời, nhưng đâu phải hễ muốn là được. Còn ngươi, ngươi lại khước từ. Vậy ngươi có biết sẽ có hậu quả thế nào xảy đến cho ngươi chăng? Trong tình thế này, Quan Vân Sơn chỉ có vỏn vẹn một lời đáp. Cùng lắm là chết, và Tài Hà nào phải hàng người dễ bị uy vũ khuất phục. Và Quan Vân Sơn nhắm mắt lại. Nhì vì muốn giết cứ giết, Tài Hà quyết không phản kháng. Hành vi của Quan Vân Sơn khiến Xuân Mãn, Đông Điền cùng bối rối. Và cả hai chợt lơi tê ai, không còn giữ hai bên Quan Vân Sơn như nãy giờ nữa. Từ thâm tâm đang chờ đợi điều này, Quan Vân Sơn vừa định tung mình bỏ chạy, chợt nghe âm thanh thánh thót của một nữ nhân vang đến. Bọn ngươi thật vô dụng, còn không mau lui đi, hay muốn ta thêm bé mặt vì sự vô dụng của hai ngươi? Hừ! Quan Vân Sơn lập tức mở mắt ra và chỉ nhìn thấy Xuân Mãn và Đông Điền đang líu díu cúi đầu. Chúng nô tỳ xin tuân lệnh chủ nhân. Rồi cả hai nhẹ nhàng lui bước, nhưng trước khi đi khỏi hẳn, Đông Điền chợt đưa mắt ai oán, bao hàm sự thống trách ném nhìn Quan Vân Sơn. Phát hiện ánh mắt này, Quan Vân Sơn vì lấy làm kỳ nên cứ thần thờ đứng yên và nhìn mãi theo hai ả Đông Điền, Xuân Mãn. Cứ như thế một lúc lâu. Đến khi Quan Vân Sơn sực tỉnh và định bỏ đi thì chợt có hai bóng người thấp thoáng từ xa lao đến. Vút vút nhìn thấy họ, Quan Vân Sơn cười thầm. Rốt cuộc họ vẫn quay lại vì không cam lòng, nếu chưa chiếm được tỷ Độc Châu. Nhưng chỉ một thoáng sau, lúc hai bóng người nọ thật sự xuất hiện, đang cười thầm, Quan Vân Sơn phải thất kinh kêu thành tiếng. Ngũ Liên Giáo. Với hai gương mặt đều được lớp lụa đen che kín, hai nhân vật nọ lần lượt phát thoại, cho thấy đó không phải thanh âm vốn có ở Xuân Mãn, Đông Điền như Quan Vân Sơn đã đinh ninh.
nhân vật bên tả phát thoại. Tiểu tử, ngươi quả có trí nhớ hơn người, vẫn nhận ra bọn ta là Ngũ Liên giáo. Nhân vật bên hữu thì cười lạnh. Đã biết bọn ta là Ngũ Liên giáo, tiểu tử ngươi nếu khôn hồn thì mau giao tỷ độc châu ra. Quan Vân Sơn vụt cười khan. Muốn ta giao tỷ độc châu không khó, chỉ phiền nhị vị đuổi kịp ta là được. Ha, ha. Vút. Chỉ một lượt xoay người và nhún mình, Quan Vân Sơn đã lao xa ngoài ba trường. Hai nhân vật che kín chân diện nọ đều ngạc nhiên, kêu vang. Sao bảo tiểu tử đã bị nội thương nghiêm trọng? Bằng cách nào tiểu tử phục hồi quá nhanh? Mau đuổi theo, không lấy được tỷ độc châu, bọn ta e khó toàn mạng. Và bọn chúng vội vã đuổi theo Quan Vân Sơn. Bọn chúng vừa mất hút, Xuân Mãn và Đông Điền lại xuất hiện. Xuân Mãn cau có nhìn Đông Điền. Điều gì đã xảy ra? Sao hắn mau chóng khôi phục chân nguyên, đến cả bọn ta cũng không ngờ. Đông Điền thở dài. Muốn rõ hư thực, chỉ còn cách là chúng ta cố bám đuổi theo hắn. Mong sao lần này muội sẽ có cách thuyết phục hắn đến gặp chủ nhân, kẻo lại bị chủ nhân mắng như vừa rồi. Xuân Mãn xa sầm nét mặt. Muội lại trách tỷ đã làm hỏng việc của muội vừa rồi. Tỷ đâu ngờ hắn là kẻ quá ương bướng đến vậy. Đông Điền cười gượng. Muội nào dám trách tỷ, có chăng là tự trách muội quá vùng về, không đoán hết ý tứ chủ nhân. Bây giờ thì mọi việc đã vỡ lỡ, muốn thuyết phục hắn cần phải dùng tâm nhiều. Đến lượt Xuân Mãn thở dài. Tất cả cũng do lỗi ở tỷ không khéo ăn nói như muội. Được rồi, lần sau tỷ sẽ cứ tùy theo chủ ý của muội, nhưng trước hết là cần phải đuổi kịp hắn. Chúng ta đi thôi, muội. Vút, vút. Thiếu bang chủ xin dừng bước. Phát hiện có người chắn lối và thừa biết người đó là ai, Quan Vân Sơn lập tức bật tung người lên cao, lao vượt qua đầu nhân vật nọ. Vút. Nhân vật nọ lập tức phát ra tiếng cười khẩy. Thân thủ của thiếu bang chủ thế nào, thường mỗ là người hiểu rõ hơn ai hết. Không lẽ thiếu bang chủ chờ mỗ đồng thủ mới can tâm bị khuất phục? Vẫn không nói lời nào, Quan Vân Sơn cứ tiếp tục lao đi. Hành vi này của Quan Vân Sơn khiến nhân vật nọ nổi giận. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi xem thường thường đại thành ta thế sao, Quan Vân Sơn? Đỡ! Tào! Nhưng trưởng của thường đại thành chỉ là lớp sóng kình mãi mãi đuổi theo Quan Vân Sơn mà thôi, do Quan Vân Sơn đã lao quá phạm vi uy lực của trưởng kình nọ. Vút! Vừa giận vừa thẹn, thường đại thành vội đuổi theo. Với bản lãnh kém cỏi như ngươi, muốn đào thoát đâu phải dễ. Đỡ! Tào! Quan Vân Sơn thủy chung vẫn im lặng, chỉ biết dốc sức vào khinh thân pháp đang được vận dụng đến thập phần chân lực. Và lần này, nhờ đó Quan Vân Sơn lại thoát khỏi phạm vi uy lực từ trường kình của Thường Đại Thành. Vút! Phẫn nộ, Thường Đại Thành chút hết giận dữ vào trường kình thứ ba. Ta không thể tin chỉ mới một ngày ngắn ngủi ngươi đã gặp kỳ tích. Lần này đố ngươi thoát. Tào! Bị Thường Đại Thành bức dồn, Quan Vân Sơn bất ngờ dừng lại và quay người hất chiêu. Là lão bước bách ta phải ra tay. Đỡ! Vù! Thoạt nhìn thấy chiêu công của Quan Vân Sơn, Thường Đại Thành hốt hoảng nhảy lùi. Thái âm công phu, sao Khư Phúc Linh bảo ngươi do bất cẩn nên chưa thể luyện qua công phu này. Quan Vân Sơn thu chiêu về và quắc mắt nhìn Thường Đại Thành. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy nghi ngờ Khư Phúc Linh. Ngoài chuyện đó Khư Phúc Linh còn nói những gì với lão? Thật bất ngờ, Thường Đại Thành đột nhiên cười phá lên. Ngươi nghi ngờ Khư Phúc Linh, thật oan uổng cho gá, vì gá cũng nghi ngờ ngược lại ngươi. Ha, ha! Quan Vân Sơn ngạc nhiên. Lão nói thế là có ý gì? Thường Đại Thành cười lạt. Hổ phụ sinh hổ tử, ta biết thừa dù sao ngươi vẫn đầy lòng nghĩa khí như phụ thân ngươi độ nào. Và việc ngươi quan tâm đến Khư Phúc Linh đã chứng tỏ điều đó. Quan Vân Sơn xa sầm nét mặt. Hàng phản phúc như lão làm gì có tư cách nhắc đến phụ thân ta. Lão xua tay. Ngươi vẫn nhầm lẫn, cho ta là người có liên quan đến cái chết của phụ thân ngươi. Đã là vậy ta không còn gì để giải bày, ngươi sẽ tự hiểu ta chỉ là kẻ vô can.
Còn về Khư Phúc Linh, ta khuyên ngươi, nếu muốn biết sự thật thì hãy nên tỏ ra lễ độ với ta. Chỉ như thế ta mới cho ngươi biết ít nhiều về Khư Phúc Linh. Quan Vân Sơn bật cười. Lão nói cứ như thể Khư Phúc Linh đang gặp nguy hiểm không bằng thử hỏi làm sao ta có thể tin. Nhất là khi Khư Phúc Linh có lẽ đang ở bên cạnh Kiều Mộng Phi vốn là A-di của gã. Tai hại được gã chứ? Lão giận dữ. Ngươi dám gọi thẳng tên tục của mẫu thân ngươi thế sao? Ngươi đừng quên, do Kiều Mộng Phi chính là thân mẫu ngươi, nên một nhi điện như Khư Phúc Linh đâu thể được mẫu thân ngươi xem trọng bằng ngươi, vốn là cốt nhục giữa Kiều Mộng Phi và lệnh tôn Quan Vân Tú. Quan Vân Sơn chậm rãi hít vào một hơi thật dài. Ngụ ý của lão là Khư Phúc Linh đang thật sự lâm nguy. Thường Đại Thành thở phì phì. Phải hay không, ngươi cứ tự nghĩ thì biết. Mẫu thân ngươi liệu phải làm gì để tự chấn áp chất độc một khi bị ngươi là bất hiếu tử không chịu giao ra tỷ độc châu để hóa giải chất độc. Quan Vân Sơn giật mình. Một khi bị nhiễm độc từ di cốt của Thái Dương Nhị Tiên thì chỉ còn mỗi một cách là dùng chính công phu Thái Dương để chấn áp. Có phải lão muốn nói Khư Phúc Linh gặp nguy chính là nguyên nhân này? Lão cười khẩy. Điều đó sẽ xảy ra nếu ngay bây giờ ngươi không cho mẫu thân ngươi tạm mượn tỷ độc châu. Và chính vì nghĩ đến Khư Phúc Linh ta mới cất công đi tìm ngươi. Hãy cân nhắc cho kỹ. Quan Vân Sơn cười lạt. Hàng người trá ngụy như lão ta chỉ tin nếu được tận mắt nhìn lại Khư Phúc Linh. Nhưng lão đừng nghĩ kế của lão có thể gạt được ta. Bằng không, một khi phát hiện lão có âm mưu bất lời, hừ, lão đừng mong nhìn thấy tỷ độc châu. Lão giật mình. Ngươi bảo ngươi hủy tỷ độc châu. Quan Vân Sơn nhún vai. Hủy hay không cứ chờ đến lúc sự việc xảy ra lão sẽ rõ. Còn bây giờ phiền lão dẫn đường cho. Thường Đại Thành nhanh nhảu gật đầu. Chỉ gần đây thôi, nhưng nếu không có ta đưa đường ngươi đừng mong tìm ra. Đi nào. Lời nói của họ thường tuy có làm Quan Vân Sơn hồ nghi, nhưng dù sao như Quan Vân Sơn đang nghĩ, vật lão cần là tỷ độc châu và vật đó lão sẽ khó lòng tìm thấy nếu không được Quan Vân Sơn tự ý đưa ra, ắt hẳn lão chưa dám có hành vi bất lợi, nên Quan Vân Sơn vẫn ung dung đi theo lão. Đi được một lúc Quan Vân Sơn thấy lão dừng bước trước một khu rừng trúc đang rì rào tiếng gió đung đưa lá cây xào xạc và ẩn hiện bên trong khu rừng trúc lại là ngôi cổ tự hoang sơ. Quan Vân Sơn ngạc nhiên. Quả là địa điểm thích hợp cho việc tỉnh dưỡng hoặc hành công. Sao lão bảo Khư Phúc Linh đang gặp nguy? Lão mỉm cười. Điều đó xảy ra khi nào bản thân ngươi cứ khước từ, không chịu dùng tỷ độc châu giúp mẫu thân ngươi giải trừ chất độc. Còn hiện giờ, Khư Phúc Linh vẫn bình an vô sự, ngay bên trong trúc lâm cổ tử. Ngươi đừng quá nôn nóng như thế. Nói đoạn, Thường Đại Thành tung người lao vào trong khu rừng trúc. Không chút nghi ngờ, Quan Vân Sơn lao theo. Vút! Vừa lọt vào khu rừng trúc, hình ảnh của ngôi cổ tự chợt biến khỏi tầm thị tuyến của Quan Vân Sơn. Thay vào đó, Quan Vân Sơn lại nhìn thấy bản thân như đang bị một cánh rừng âm u vây hãm, kèm theo đó là những tiếng gió gào thét, xen lẫn với những thanh âm kêu hoảng, có lẽ cũng không ít người vô tình lâm phải cảnh ngộ như Quan Vân Sơn lúc này. Quan Vân Sơn cũng kinh hoàng và chỉ suýt nữa phải bật gào lên, vì nhận ra bản thân vậy là đã lầm kế của lão phản phúc Thường Đại Thành. Tuy nhiên, do nghĩ càng hoảng loạn càng tự tạo nguy hiểm thêm cho bản thân, nên Quan Vân Sơn cố tự trấn tĩnh. Đang tìm cách dò xét xem bản thân đang lâm phải trận đồ gì, là dựa theo những gì trước kia đã được Khư Phúc Linh chỉ điểm về kỳ môn trận thế, Quan Vân Sơn chợt giật mình, vì có một bóng nhân ảnh bỗng xuất hiện ngay bên cạnh. Và lần này bao nhiêu trấn tĩnh của Quan Vân Sơn đều bay biến. Thay vào đó, Quan Vân Sơn hất tay phát kình. Cuồng đồ to gan, ta. Nào ngờ, bóng nhân ảnh đó lên tiếng kịp lúc. Không được hồ đồ, là ta đây. Quan Vân Sơn dần giữ thu kình về. Lão có ý gì khi đưa ta vào chốn ma quái như thế này? Trước mặt Quan Vân Sơn là một Thường Đại Thành đang cười tươi tỉnh. Tuy bị một phen kinh hoàng, nhưng thay vì giận dữ, ngươi nên cảm kích ta mới phải. Quan Vân Sơn thêm thình nổ. Tại sao ta phải cảm kích chứ? Lão gật gù nhìn Quan Vân Sơn.
Hóa ra ngươi chẳng hay biết gì về việc có hai nha đầu cứ lẳng lặng bám theo ngươi. Quan Vân Sơn kinh nghi. Có người bám theo ta. Sao lão biết? Có phải vì lão biết nên cố tình đưa ta đến đây để thoát khỏi sự bám đuổi của hai nhân vật được lão gọi là nha đầu? Lão vẫn ném cho Quan Vân Sơn những cái nhìn dò xét. Thoạt đầu vì ngỡ đó là bằng hữu mới kết giao của ngươi, nên ta định dùng trận cổ lâm vừa giam ngươi vừa hủy diệt hai nha đầu kia. Nhưng sau đó, mãi không thấy ngươi hô hoán, hay kêu cứu hoặc cảnh báo cho hai ả kia, ta mới biết giữa ngươi và họ hoàn toàn không có liên can. Nhưng dù sao, nhờ có sự ngộ nhận này, ta càng hiểu thêm về ngươi. Quan Vân Sơn cố tình dò hỏi lão. Lão hiểu như thế nào, một khi đã mặc nhiên để quyết hai người bám theo là bằng hữu của ta? Lão đáp nhẹ. Thứ nhất, tính khí ngươi không khác chút nào so với Quan Vân Tú. Cũng may là ngươi chưa hề có thân thủ như phụ thân ngươi. Bằng không, với sự điềm nhiên tự có của ngươi, tuy lâm nguy nhưng bất loạn, ắt sau này ngươi sẽ là cao nhân muôn người khó địch. Quan Vân Sơn cười thầm. Có lẽ lão trông chờ nhìn thấy ta hoảng loạn. Hừ, vậy là lão chưa biết ta đã được Khư Phúc Linh chỉ điểm khá nhiều về kỳ môn trận thế. Càng hay, rồi sẽ có lúc lão phải trả giá về nhận định sai lầm này của lão. Không nghe Quan Vân Sơn nói gì, lão tiếp lời. Còn về điều thứ hai, chưa biết có phải là bất lợi cho ngươi sau này hay không, ngươi lại không có tính quảng giao như phụ thân ngươi. Vì lẽ đó ta càng đề quyết, hai ả kia nếu có bám theo thì chỉ vì muốn mưu hại ngươi mà thôi. Nói đến đây lão bật cười. Nhưng việc đó thì ngay bây giờ ngươi không cần lo lắng nữa. Trái lại, với cổ trận quanh Trúc Lâm cổ tử này, kể như ta đã thay ngươi loại trừ hai địch thủ. Có phải ngươi nên cảm kích ta? Ha, ha! Quan Vân Sơn bình tĩnh nhìn lão. Không cần phân biệt địch nhân hay bằng hữu, chưa gì lão đã ra tay hại người. Lão vẫn luôn có thái độ tiên hạ thủ vi cường như thế sao? Lão nhếch môi cười cao ngạo. Định mưu hại ngươi cũng là làm cho công việc của ta thế nào cũng bị gián đoạn, ta có hạ thủ thì đâu có gì là quá đáng. Có chăng là lũ nha đầu đó đã tự chuốc họa vào thân, đâu thể đổ hết lỗi cho ta. Mà thôi, hừ, ngươi nên theo ta đến gặp Khưu Phúc Linh thì hơn. Nhớ đấy, đừng tự ý đi đâu, nếu không có ta dẫn đường. Vì đây là trận đồ, chứ không phải nơi nào khác cho ngươi tha hồ đi loạn. Đi nào! Bước theo thường đại thành, Quan Vân Sơn lấy làm đắc ý vì cũng nhìn ra đây là loại trận đồ lấy cửu cung bát quái, làm chủ. Và theo những gì đã được Khưu Phúc Linh chỉ điểm, Quan Vân Sơn hiểu những biến hóa của loại trận này chỉ làm loạn nhãn quang cho những ai hoặc chưa hiểu thấu đáo, hoặc không biết tí gì về luật kỳ môn. Kỳ dư, đã là người am hiểu thì trận này nếu có đến cửu bát, thất thập nhị, 72 cửa cũng phải có ít nhất là tam tứ, thập nhị sinh môn, quá nhiều lối thoát, giả như ngay bây giờ Quan Vân Sơn muốn tự ý bỏ đi. Nhưng do muốn gặp Khưu Phúc Linh nên Quan Vân Sơn cứ giả vờ như hoàn toàn không biết gì về kỳ môn thuật, vẫn luôn thận trọng đi theo từng bước chân đi trước của lão phản phúc họ thường. Do di chuyển đúng theo lối xuất nhập trận đồ, nên không bao lâu Quan Vân Sơn dễ dàng nhìn thấy ba đại tự thật to, dù đã bị mưa nắng theo thời gian xóa mờ, là Trúc Lâm tự, lão dừng lại ngay bên ngoài cổng tam quan. Khưu Phúc Linh đang ở trong đó, ngươi có thể thử gọi hắn. Quan Vân Sơn hoài nghi. Sao lão không đưa ta vào? Thay vì đáp, thường đại thành chợt ném vào Quan Vân Sơn một nắm nhỏ gồm những hạt li ti màu đen. Rào! Thất kinh, Quan Vân Sơn định nhảy tránh thì nghe lão cười lớn. Đừng quên ngươi đang ở giữa một trận đồ có rất nhiều biến hóa. Nếu ngươi loạn động là ngươi tự đưa thân vào tử địa. Ha, ha! Nhìn lão cười, Quan Vân Sơn kinh nghi khôn xiết. Và sau đó Quan Vân Sơn càng nghi ngờ nhiều hơn, khi nghe từ bên trong ngôi cổ tự có tiếng kêu kinh hoàng của chính Khưu Phúc Linh phát vọng ra. Là quan đệ có phải không? Thường đại thành, có phải lão đã đưa quan đệ của ta vào đây, sai lời lão đã hứa với ta? Sao lão tỏ ra bội tín? Tại sao chứ? Quan Vân Sơn cau mặt nhìn thường đại thành. Thế này là thế nào? Phải chăng đây là khổ nhục kế, Khưu Phúc Linh đã phù hòa với lão để lừa ta? Thường đại thành vẫn cười.
là gian kế thì đúng, chứ không phải khổ nhục kế như ngươi đang lầm nghĩ. Khư Phúc Linh sẽ mãi mãi bị Sanh Cầm nếu như ngươi ngay bây giờ không đáp ứng đủ hai yêu cầu của ta. Ha, ha. Tuy chưa hề tự phụ là thông minh, nhưng chí quan Vân Sơn cũng cho bản thân có tâm cơ mẫn tiệp hơn người. Thế nhưng với những gì đang xảy ra, quan Vân Sơn dù cố tâm tìm hiểu vẫn không biết chút nào sự thật. Quan Vân Sơn nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng. Lão hãy nói rõ ra xem nào. Lão chợt lùi nhẹ về phía sau. Hãy giao Tỷ Độc Châu cho ta. Vì ta biết ngươi vẫn giữ Tỷ Độc Châu bên người, bằng chứng là chủy hồn độc xa do ta vừa ném ra vẫn không hại được ngươi. Quan Vân Sơn là người, thán phục vì cách thử nghiệm của lão, hầu dò xét để biết quan Vân Sơn có còn giữ Tỷ Độc Châu hay không. Như hiểu rõ quan Vân Sơn đang nghĩ gì, lão đắc ý. Khư Phúc Linh đã đánh đổi sự an toàn cho ngươi bằng cách nguyện ý chút truyền toàn bộ Thái Dương chân khí đã luyện được cho mẫu thân ngươi. Đó là về phần Tỷ Độc Châu chủ yếu để giúp mẫu thân ngươi khu trục toàn bộ chất độc. Còn việc thứ hai, ha, ha, để giúp mẫu thân ngươi đạt được ý nguyện độc bá võ lâm, chỉ phiền ngươi trao lại toàn bộ khẩu quyết thái âm chân khí là xong. Đâu có gì là khó, phải không? Ha, ha. Đang hoang mang, chưa thể tin vào những gì Thường Đại Thành vừa bộc lộ, quan Vân Sơn chợt nghe thanh âm của Khư Phúc Linh từ bên trong trúc lâm cổ tử vang ra. Quan đệ đừng để lão tặc dối lừa. Mau chạy đi, ở ngoài đó chỉ là cửu cung bát quái trận, đâu thể gây khó khăn cho quan đệ. Thường Đại Thành bỗng biến sắc. Hóa ra quan Vân Sơn ngươi cũng am hiểu trận đồ. Suýt nữa ta đã bị tiểu tử ngươi qua mặt. Hừ, tiếp chiêu. Bù. Lão bất ngờ tấn công, khiến quan Vân Sơn không thể không nghênh đỡ. Là ta lừa lão, hay tự lão đã ngộ nhận như vậy? Lão cũng tiếp chiêu. Ảo. Nhưng quan Vân Sơn quên mất bản thân đang ở giữa một trận đồ, việc phát chiêu làm cho quan Vân Sơn dịch bộ kéo theo sau là một trận đồ đột nhiên biến chuyển, khiến cảnh quang xung quanh thay đổi hoàn toàn. Chưa kịp thất kinh vì chưa thích ứng ngay với việc cảnh quang thay đổi, quan Vân Sơn bỗng lấy làm lạ vì vạn vật xung quanh bất ngờ bừng sáng, giúp quan Vân Sơn nhìn rõ nét mặt đầy kinh hoàng của lão Phản Phúc Thường Đại Thành. Lão đang kêu hoàng. Trận đồ đã bị phá giải. Nhất định là do hai nha đầu lúc nãy gây ra. Quan Vân Sơn cũng nghĩ như thế và lập tức thấy hai nữ nhân xuất hiện. Nhìn họ, quan Vân Sơn cảm thấy bực với chính mình. Là hai ả Xuân Mãn, Đông Điền. Họ vẫn bám theo ta để làm gì chứ? Mãi ngẫm nghĩ nên phân tâm, quan Vân Sơn chợt nghe Đông Điền hô hoán. Nhìn kìa thiếu bang chủ. Sao thiếu bang chủ mãi ngẩn ngờ để lão tặc có cơ hội hạ thủ? Chao ôi! Chính lúc đó, quan Vân Sơn có cảm nhận bị một luồng kình uy mãnh ập đến từ phía sau. Quan Vân Sơn cả giận, vội quay người phát kình. Lão muốn ám hại ta ư? Đâu phải dễ, hãy đỡ! Ảo! Và quan Vân Sơn nhìn thấy lão họ Thường đang điểm một nụ cười đắc ý, lúc kình lực song phương sắp chạm nhau. Quan Vân Sơn kinh ngạc nhưng đã muộn. Ầm! Chấn kình làm cho quan Vân Sơn bật lùi về phía sau và đặt một chân vào phía trong cổng tam quan của ngôi cổ tử. Tiếng kêu hoàng của Khư Phúc Linh bỗng vang lên. Điều gì đã xảy ra quan đệ? Dù gặp nguy hiểm thế nào đi nữa, quan đệ đừng bao giờ tự ý tiến vào phía trong cổng tam quan quái ác. Quan Vân Sơn kinh tâm. Tại sao vậy, đại ca? Vì sao đệ không thể? Lão họ Thường lao đến với một ngọn kình lợi hại. Muốn hiểu vì sao, ngươi cứ vào trong đó sẽ rõ. Đỡ chiêu, ha, ha. Bù. Lập tức có tiếng Đông Điền gào thét. Thiếu bang chủ đừng lùi thêm nữa, nhất định lão thất phu có mưu đồ thâm độc. Lão ma, hãy đỡ chiêu. Tào. Tuy quan Vân Sơn không thể không cảm kích trước thái độ quá ư lo lắng của Đông Điền dành cho, nhưng việc phát chiêu vẫn là hành vi cần làm, quan Vân Sơn dốc toàn lực vào song trưởng. Lão chớ vội đắc ý. Đỡ. Ầm. Và điều đáng tiếc bỗng xảy ra đó là chấn kình đã làm cho quan Vân Sơn đặt thêm chân thứ hai vào phía trong cổng tam quan đầy giấy những nghi ngờ.
Trong chớp mắt cảnh quang chung quanh Quan Vân Sơn vụt tối đen, cho chàng hiểu một cách muộn màng rằng ẩn chứa bên trong cổng tam quan có thể là một loại trận đồ mà đến cả Khư Phúc Linh cũng bó tay, không thể nghĩ ra cách giải trận. Quan Vân Sơn thất kinh kêu vang. Chao ôi! Cùng lúc này bên tai Quan Vân Sơn bỗng vang lên nhiều loạt sấm đồng âm ỉ, khiến thần trí Quan Vân Sơn vụt mê muội, chìm vào vô thức. Tập M. ỉ. Chương 11, Trúc Lâm Thiền Viện. Xung quanh vẫn tối đen, đó là nhận định đầu tiên chợt đến với Quan Vân Sơn lúc vừa tỉnh lại. Và liền sau đó những nhận định khác cũng tiếp nối xuất hiện, giúp Quan Vân Sơn càng lúc càng nhận rõ hoàn cảnh đang xảy đến cho bản thân. Không dám lên tiếng, cũng không dám loạn động, Quan Vân Sơn đành ngồi im như pho tượng, ngưng thần và lắng nghe tiếng động tĩnh nếu có. Thời gian cứ thế trôi đi, không biết là bao lâu, cho đến lúc Quan Vân Sơn nghe loáng thoáng có tiếng người lẩm bẩm những lời gì đó rất mơ hồ. Vì nghe không rõ nên chỉ suýt nữa Quan Vân Sơn đã di chuyển khỏi vị trí đang ngồi, với ý muốn nghe rõ hơn lời lẩm bẩm mơ hồ nọ. Chực nhớ lại bản thân đang bị trận đồ vây hãm, Quan Vân Sơn kinh hoàng, đến phải tự lẩm nhẩm. Suýt nữa thì nguy mất, nhớ để trận đồ biến chuyển. Chợt thanh âm mơ hồ nọ vang lên rành rọt bên tai Quan Vân Sơn. Là ai vừa lên tiếng? Có phải Quan Đệ chăng? Quan Vân Sơn cả mừng. Đại ca! Chợt! Suỵt! Quan Đệ đừng lớn tiếng, cũng đừng khinh suất di chuyển loạn trong trận đồ. Quan Vân Sơn trấn tĩnh lại và hạ thật thấp giọng. Đại ca nghi ngờ vẫn có người ở ngoài giám sát chúng ta. Thanh âm của Khư Phúc Linh vang đến tuy rõ nhưng thật sự xuất phát từ phương vị nào thì Quan Vân Sơn đành chịu, không thể đoán biết. Phải chăng đó là do tác động của trận đồ? Quan Vân Sơn nghĩ như thế, khi nghe Khư Phúc Linh giải thích. Từ trong trận vẫn nghe rõ từng thanh âm bên ngoài, chứng tỏ đây chỉ là gián trận, khiến nhãn quang thác loạn mà không ảnh hưởng đến thính giác. Vậy việc đề phòng có người ở bên ngoài lẻn nghe là điều không thể không nghĩ đến. Quan Vân Sơn thầm thán phục nhận định này của Khư Phúc Linh, vì thế đã tỏ ra cẩn trọng khi khẽ hỏi Khư Phúc Linh. Chuyện gì đã xảy ra cho đại ca? Lẽ nào người hãm hại đại ca lại chính là lệnh gì? Có tiếng Khư Phúc Linh thở dài. Tuy chưa có bằng cớ thuyết phục, nhưng ta vẫn tin A Di không dự phần vào gian kế bỉ ổi này. Nhất định chỉ là do một mình lão họ Thường chủ sướng. Quan Vân Sơn hồ nghi. Đại ca muốn nói lệnh Di không hề biết chuyện gì đã xảy đến cho đại ca. Có thể nói như vậy. Là thế này, vì ta không can tâm nhìn A Di bị chất độc công tâm dẫn đến mạng vong, nên có nguyện ý truyền lại tâm pháp và một ít chân nguyên thái dương ta đã luyện được. Sau đó, lúc tỉnh lại, ta phát hiện chỉ có một mình ta bị giam giữa cổ trận này. Và cho đến giờ vẫn chưa biết A Di hiện ra sao, hoặc có bị lão họ Thường hãm hại hay không. Quan Vân Sơn buồn miệng bảo. Nếu sự việc xảy ra đúng như đại ca kể, lệnh Di đương nhiên cũng thuộc dạng đáng bị tình nghi. Quan Đệ muốn nói A Di vẫn bất chấp mẫu tử tình thâm cố tình đẩy Quan Đệ vào tuyệt lộ này. Quan Vân Sơn hầm hực. Lão Thường vốn là người phản phúc và có lắm thủ đoạn, đại ca chớ vội tin lão, nếu như không được nghe chính miệng lệnh Di thừa nhận người là thân mẫu của đệ. Và giả như lệnh Di có nói, vì tất đệ tin lời. Vì sao? Quan Vân Sơn hỏi ngược lại. Đại ca còn nhớ lần hội diện đầu tiên giữa đệ và lệnh Di? Ta hiểu rồi, đệ không tin vì cho rằng thái độ lần đó của lệnh Di hoàn toàn khác xa thái độ phải có, nếu đó là lần mẫu tử quan đệ trùng phùng. Quan Vân Sơn nói thêm. Đó là chưa kể giá tâm của lệnh Di, cũng là của lão họ Thường, khi cố tình bắt ép đệ phải tiết lộ toàn bộ tâm pháp thái âm. Họ đã có tâm pháp thái dương, còn muốn chiếm thêm tâm pháp thái âm để làm gì? Quan Vân Sơn thở dài. Có một chuyện đáng lẽ để phải cho đại ca biết từ lâu. Đó là hai công phu này nếu được hợp lại sẽ trở thành công phu cái thế gọi là âm dương nhị công. Nhưng muốn được như thế, ngoài việc phải có đủ hai tâm pháp như vừa nói thì vẫn cần thêm một điều kiện nữa là bản thân đừng để bị nhiễm bất kỳ loại độc chất nào từ di cốt của âm dương nhị tiên. Sao quan đệ am tường điều này? Quan Vân Sơn chép miệng.
chính Thái Âm Đại Tiên Lưu Tử dặn rõ điều này. Không phải đệ muốn giấu đại ca, kỳ thực vì đệ chưa có cơ hội cho đại ca biết. Về điều này, quả thật từ lúc chúng ta phân khai để đi vào âm dương nhị đồng cho đến khi gặp lại, quan đệ và ta quả chưa có dịp nào ngồi lại với nhau. Vì thế ta đâu thể trách quan đệ, nhưng còn về Tỷ Độc Châu. Quan Vân Sơn ngắt lời. Về Tỷ Độc Châu thì mãi sau này đệ mới biết, di vật do gia phụ lúc chết lưu lại chính là báu vật được ẩn chứa trong bảo kiếm Tùng Văn. Rồi sau đó, vì hiểu Tỷ Độc Châu cũng là manh mối duy nhất để truy tìm hung thủ đã sát hại gia phụ, đệ nào dám khinh suất tiết lộ, dù là tiết lộ cho đại ca. Cũng vì nguyên nhân này, quan đệ vẫn khăng khăng không chịu giao ra, bất chấp lệnh đường có thể vì thế mà mất mạng. Quan Vân Sơn thở phì phì. Trong hoàn cảnh lúc đó, đại ca liệu có dám tin lệnh di chính là mẫu thân của đệ? Sau câu nói Quan Vân Sơn, phải lâu lắm Khư Phúc Linh mới lên tiếng, và là lên tiếng chuyển sang đề tài khác. Khư Phúc Linh hỏi, vì sao quan đệ bị lão họ Thường dẫn dụ đến đây? Đệ đâu thể an lòng, một khi đã biết đại ca đang gặp nguy hiểm. Và Quan Vân Sơn lại hỏi, đây là trận đồ gì, đại ca? Muốn đáp lại câu hỏi đó, điều cần thiết là phải để trận đồ biến đổi, hầu dựa vào đó mà nhận định. Chỉ tiếc bản thân ta lại không dám làm cho trận đồ thay đổi dù chỉ là dịch chuyển một bước chân. Quan Vân Sơn thất kinh. Người tinh thông trận thế kỳ môn như đại ca mà còn nói vậy, lẽ nào chúng ta sẽ bị giam giữ mãi nơi đây? Khư Phúc Linh chợt đổi giọng. Vậy thì chưa chắc. Vì đã có quan đệ là người tuyệt đỉnh thông minh, có thêm ta là người am hiểu trận đồ. Ta nghĩ, dù đây có là trận đồ lợi hại như thế nào đi nữa vẫn không thể giam giữ mãi hai ta. Tựa như đã có sự tự tin trở lại, Khư Phúc Linh chợt hỏi. Tình hình ở phía quan đệ là thế nào? Quan Vân Sơn lây theo sự phấn khích của Khư Phúc Linh. Quanh đệ đều tối đen, đến xòe bàn tay cũng không thấy. Vậy thì quái lạ, ở phía ta thì sáng tỏ. Đâu lẽ nào ta và quan đệ lại có đến hai bầu trời khác biệt? Quan Vân Sơn giật mình. Một bên sáng một bên tối. Phải chăng đây là một âm một dương, có thể nghĩ là trần lấy lưỡng nghi làm chủ. Có tiếng Khư Phúc Linh bật reo. Ta nhớ ra rồi, lúc được truyền thụ về kỳ môn thế trần, ta có nghe đến một loại cổ trần cực kỳ lợi hại gọi là âm dương hỗn mang trần. Không lẽ chính là trận này? Quan Vân Sơn mừng rỡ. Vậy là đại ca có thể hóa giải. Cần phải thử qua mới biết. Bây giờ thì thế này, quan đệ cứ ở yên chỗ, chỉ cần chú mục dõi nhìn từng biến chuyển là đủ. Ta sẽ thử làm trận đồ thay đổi xem sao. Quan Vân Sơn lo ngại cho Khư Phúc Linh. Đại ca nhớ cẩn trọng, đừng quá mạo hiểm không nên. Quan đệ yên tâm, ta biết tự lo liệu. Hãy chú tâm nào. Sau câu nói của Khư Phúc Linh, cảnh quang trước mặt Quan Vân Sơn vụt thay đổi. Thoạt tiên là màn đêm đen tan dần đi, sau đó cả một khu rừng trúc mang đầy ảo giác cứ lung linh di chuyển qua lại trước mặt Quan Vân Sơn. Đang dõi nhìn từng chuyển biến, Quan Vân Sơn chợt nghe thanh âm của Khư Phúc Linh vang đến thật mơ hồ. Phát hiện điều gì chưa? Quan Vân Sơn thất kinh, biết trận thế biến đổi đã gây ra hiện trạng này, làm cho khoảng cách giữa Quan Vân Sơn và Khư Phúc Linh như tăng thêm lên nhiều lần. Và qua hiện trạng này, Quan Vân Sơn cũng biết, nếu có lên tiếng thì Khư Phúc Linh không dễ gì nghe. Vì thế, dựa vào bản thân là chủ yếu, Quan Vân Sơn càng thêm chú mục nhìn vào từng cảnh quang đang thay đổi trước mặt. Được một lúc lâu, Quan Vân Sơn phát hiện ngoài khung cảnh một khu rừng trúc mang đầy ảo giác liên tiếp xuất hiện, thỉnh thoảng cho Quan Vân Sơn nhìn thấy hình ảnh của ngôi cổ tự Liêu Siêu như sắp đổ đến nơi. Ngay lần đầu nhìn thấy hình ảnh này, nếu Quan Vân Sơn không kịp trấn tĩnh có lẽ đã tự xê mình chạy lao về phía có ngôi tổ tự Liêu Siêu. Nhưng do vẫn nhớ đây là trần kỳ đồ và còn là loại cổ trần cực kỳ lợi hại. Quan Vân Sơn đành nén lòng chờ đợi. Nhờ đó, khi lấy hình ảnh của ngôi cổ tự Liêu Siêu làm chuẩn, Quan Vân Sơn sau đó nhận thấy có tất cả 7 khung cảnh được hiện lên lần lượt trước khi đến hình ảnh thứ 8 là hình ngôi cổ tự Liêu Siêu. Phát hiện này làm cho Quan Vân Sơn nổi gai khắp người. Là trần trong trận,
Trong trận âm dương hỗn mang là trận bát quái với tám phương vị càn khôn ly khảm chấn cấn tốn đoài. Dù nghĩ thế, nhưng Quan Vân Sơn vẫn chưa dám liều lĩnh nhích động. Bởi một nguyên do duy nhất là hình ảnh liêu siêu của ngôi cổ tử. Quan Vân Sơn nghĩ thầm. Lúc ở ngoài cổng tam quan nhìn vào ta thấy ngôi cổ tử tuy có vẻ hoang phế nhưng vẫn tỏ ra vững chãi, đâu có cảnh liêu siêu trực đổ như bây giờ. Vậy phải giải thích thế nào về hình ảnh kỳ quái này? Lại thêm một lúc lâu ngẫm nghĩ nữa, Quan Vân Sơn mới có lại cảm giác gai gai khắp người như đã xảy ra. Và cảm giác này làm cho Quan Vân Sơn kêu thầm. Thế này là thế nào? Không lẽ mọi biến đổi quanh ta chính là đạo lý võ học? Âm dương sinh khắc và đổi thực thành hư, xem hư là thực. Xem nào, vô cực sinh lưỡng nghi có hai cực là thái dương thái âm. Nhị cực này hợp với thiếu âm thiếu dương để hóa thành tứ tượng, sau sẽ sinh bát quái. Và theo chiều thuận thì là thực, theo chiều nghịch lại là hư. Chuyển hư thành thực, đặt thực là hư, đạo lý này nếu giống đạo lý võ học thì trận đang vây hãm ta chính là phản kỳ trận bát quái, đúng không? Tự hỏi cũng là tự trả lời, lần đầu tiên Quan Vân Sơn thử mạo hiểm di chuyển trong trận theo đạo lý vừa khám phá. Một bước chưa có gì thay đổi, vẫn là tám cảnh quang xoay chuyển nhanh hơn, tựa như người vì luyện công đến nhập tâm nên thi triển càng lúc càng nhanh và càng thuần thục. Ba bước quái lạ, tám cảnh quang do xoay quá nhanh nên nhập lại và chỉ còn lại bốn. Là thực trận tứ tưởng, ngôi cổ tử đã hết liêu siêu, nếu không là thực thì còn là gì nữa? Khấp khởi mừng, Quan Vân Sơn lập tức thay đổi cách di chuyển cho phù hợp với thực trận tứ tưởng vừa phát hiện. Một bước cả bốn cảnh quang đều dừng lại, cho Quan Vân Sơn nhìn thấy một tiểu lộ dẫn ngay vào ngôi cổ tử Trúc Lâm. Quan Vân Sơn mỉm cười tự tin. Đã bảo hễ thấy thực là hư, ta đâu thể đi vào ngôi cổ tử theo tiểu đạo đang nhìn thấy. Cũng may, ta đã thông hiểu đạo lý này. Vậy là Quan Vân Sơn tiếp tục di chuyển theo cung cách đã định, là di chuyển theo cách thức phù hợp với tứ tượng trận. Bước thứ hai đã cho kết quả, trận tứ tượng đã quy về trận lưỡng nghi với hai lối rõ rệt dẫn vào ngôi cổ tử, một ở phía trước và một ở phía sau. Quan Vân Sơn chợt bĩu môi, khinh khỉnh nhìn cảnh quang trước mặt. Quân tử thì theo chính đạo, chỉ có tiểu nhân mới vào bằng lối hậu mà thôi. Đường đường là thiếu bang chủ một đại bang như ta không lẽ thiếu đảm lượng đi vào lối chính, cho dù đó là lối có đầy rẫy nguy hiểm. Với hào khí can vân, Quan Vân Sơn tiến vào ngôi cổ tử theo lối chính ở phía trước. Một bước, hai bước, chấm chấm chấm, bước đến bước thứ tám thì cũng vừa vặn Quan Vân Sơn tiến đến gần cánh cửa dẫn vào ngôi cổ tử. Một cánh cửa tuy đóng kín, nhưng do thời gian hủy hoại nên cánh cửa hầu như đã mục nát, chỉ còn lớp khung bên ngoài. Quan Vân Sơn định xô cửa bước vào. Quan đệ, tiếng kêu vang lên làm Quan Vân Sơn sực nhớ đến Khưu Phúc Linh. Tự trách vì mải lo tìm phương hướng phá trận mà quên bắn Khưu Phúc Linh, Quan Vân Sơn vội quay lại. Lần quay lại này quá dễ đối với Quan Vân Sơn, vì một khi đã biết cổ trận này hoàn toàn dựa theo sự biến hóa của âm dương lưỡng nghi thái cực đồ với một hư một thực, Quan Vân Sơn chỉ sau một lúc quay lại đã thuần thục cách xuất nhập trận. Nhờ đó, việc tìm thấy Khưu Phúc Linh cũng là điều dễ dàng. Quan Vân Sơn khẽ lên tiếng gọi. Đại ca, đệ ở đây. Vừa kêu xong và chỉ cần thêm hai lượt chuyển người nữa là Quan Vân Sơn đã tìm thấy Khưu Phúc Linh. Với vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng, Khưu Phúc Linh bàng hoàng nhìn Quan Vân Sơn. Quan đệ đã phá giải xong Trúc Lâm cổ trận. Quan Vân Sơn mỉm cười. Cũng nhờ may thôi, đại ca, mau theo đệ nào. Vốn tinh thông kỳ môn thế trận, Khưu Phúc Linh chỉ cần bám theo Quan Vân Sơn một lúc ngắn đã kêu lên. Tiền nhân nào đã lập nên trận này, hẳn phải là bậc có kiến văn siêu phàm. Bởi đâu phải dễ vận dụng cùng một lúc giữa chính và phản vào một biến hóa duy nhất là từ lưỡng nghi thái cực đổ. Bội phục, Khưu Phúc Linh này hoàn toàn bội phục. Quan Vân Sơn đồng tâm, xoay lại nhìn Khưu Phúc Linh. Dựa vào đâu đại ca bảo trận này là do tiền nhân thiết lập? Không phải do thường đại thành sao? Khưu Phúc Linh lắc đầu quẩy quẩy. Nếu do lão lập cớ sao lão không xông vào trận sau đó để chế ngự chúng ta?
Đằng này, như chính lão cũng úy kỳ chốn này, đủ hiểu trận này đã có từ lâu. Có thể bảo là đã tồn tại cùng thời với lúc cổ tử Trúc Lâm được kiến tạo. Vừa mới nhắc đến cổ tử, trước mặt cả hai đã hiển hiện ngôi cổ tử thâm u vì hoang phế. Khác với thái độ của quan Vân Sơn lúc nãy, Khưu Phúc Linh vừa nhìn thấy một trong hai lối dẫn vào ngôi cổ tử chỉ có lối hậu là dễ đi liền nhanh chóng quyết định. Đã là trần lấy thực làm hư thì lối sau sẽ là lối chính và ngược lại chính diện sẽ biến thành hậu viện. Theo đại ca, chúng ta cứ vào lối hậu thì hơn. Đành miễn cưỡng đi theo Khưu Phúc Linh, nhưng trong lòng quan Vân Sơn lại nghĩ khác. Đó là lập luận của Khưu Phúc Linh chỉ đúng nếu ngôi cổ tử là một phần của trần đồ. Và khi đó mới bảo lấy thực làm hư và đổi chính điện thành hậu điện. Đằng này, cổ trần chỉ dùng để bảo toàn sự thâm nghiêm cổ kính của ngôi cổ tử và hễ đã vượt qua cổ trần là được quyền tiến vào ngôi cổ tử bằng bất kỳ lối nào tùy sự chọn lựa, đâu cần dựa theo yếu quyết thực thực hư hư để bỏ lối chính dẫn vào chính điện. Tuy nghĩ thế, nhưng quan Vân Sơn chỉ thầm ghi nhận điều này, vì sợ nói ra sẽ gây ngộ nhận cho đại ca Khưu Phúc Linh. Bên trong ngôi cổ tử đương nhiên có đầy những nhện răng bụi bám và để dễ dàng di chuyển, Khưu Phúc Linh phải bật hỏa tập lên. Xoạch! Vừa có đủ ánh hỏa quang soi tỏ, Khưu Phúc Linh đã bật kêu. Hóa ra đây là Trúc Lâm Thiền Viện, một nhánh của Thiếu Lâm Tây Vực đã du nhập Trung Nguyên kể ra cũng ngoài 200 năm. Quan đệ có nhìn thấy đủ 18 pho tượng của Thập Bát La Hán với tăng bào tiền đỏ. Đó chính là tiêu ký để phân biệt Thiếu Lâm Tây Vực với Thiếu Lâm Trung Nguyên. Quan Vân Sơn thêm thán phục kiến thức của Khưu Phúc Linh. Vậy đại ca hẳn phải biết vì sao Trúc Lâm Thiền Viện bỗng trở nên hoang phế điêu tàn. Khưu Phúc Linh chép miệng. Chuyện đó kể ra khá dài, nhưng từ chung chỉ vì chữ danh mà ra. Là một nhánh của Thiếu Lâm Tây Vực, nên những tăng nhân Trúc Lâm có phần bất phục thường lệnh từ Tây Vực chuyển sang. Sau đó lại xảy ra hiềm khích và đố kỵ với Thiếu Lâm Trung Nguyên, nên bọn họ kể như bị cô lập. Vậy thì diễn biến xảy ra tiếp theo sau, có lẽ quan đệ đã tự hiểu. Quan Vân Sơn gật đầu. Bảo là cô lập nhưng kỳ thực chính họ lại chọn lối sống biệt lập. Và để cách ly với mọi người, âm dương hỗn mang trần là do họ lập. Họ tự chọn cho một kết cục như thế này sao? Khưu Phúc Linh phi đáp, nhưng mặt nhăn nhó. Ai có chí nấy, nhưng dù sao kết cục họ chọn cũng khiến người đời sau thán phục. Bởi họ đã tránh cho người cùng thời viễn cảnh phải giao phong và nhất định phải có nhiều thương vong không cần thiết. Phát hiện sắc mặt của Khưu Phúc Linh như vậy, quan Vân Sơn lo ngại. Đại ca sao rồi? Không gượng nổi, Khưu Phúc Linh ngồi phịch xuống. Từ lúc chút truyền một phần chân nguyên cho A-di đến giờ, hầu như ta chưa có dịp tỏa công khôi phục và nhất là ổn định chân nguyên. Việc ta đang bị kiệt lực là điều ta đã tự biết từ trước. Quan Vân Sơn liền ngồi xuống cạnh Khưu Phúc Linh. Đệ có may mắn là được đoàn ngũ hạ cô nương tặng cho một hoàn cửu truyền phản hồi đan, khiến chân nguyên có phần tăng tiến. Đệ nghĩ sẽ thừa năng lực giúp đại ca khôi phục chân nguyên. Nhưng Khưu Phúc Linh khước từ. Trong ngôi cổ tử này có tiềm tàng những hiểm nguy hay không, chúng ta vẫn chưa biết. Quan đệ nếu có hảo ý thì cứ để dành chân nguyên, hộ vệ cho ta lúc ta tỏa công thì hơn. Quan Vân Sơn mỉm cười. Chúng ta đã là huynh đệ bát bái chi giao, đệ đâu thể yên tâm khi biết đại ca bị khiếm khuyết chân lực. Khưu Phúc Linh lắc đầu. Vẫn còn một điều khiến ta càng khó lòng tiếp nhận thịnh ý của quan đệ. Đó là hiện giờ đường lối tâm pháp giữa chúng ta đã có sự sai biệt. Quan đệ đã luyện theo tâm pháp thái âm, ít nhiều gì cùng làm cho sở học trước kia của quan đệ phải lấy âm làm chủ, hoàn toàn khác với ta đã luyện qua tâm pháp thái dương. Quan Vân Sơn lập tức trấn an Khưu Phúc Linh. Điều khó khăn này đâu phải là khó khắc phục. Đệ đã có ý này từ lâu, là sẽ trao tâm pháp thái âm cho đại ca. Chỉ cần đại ca luyện thành âm dương nhị công thượng thừa, chẳng phải đệ sẽ nhờ đại ca mà dễ dàng truy tìm hung thủ sát hại gia phụ ư. Khưu Phúc Linh có một thoáng ngỡ ngàng. Đệ có ý này thật hay sao? Vì chính quan đệ cũng sẽ có cơ hội luyện thành nhị công âm dương và hai chúng ta sẽ tha hồ vùng vẫy tứ phương, trừ ma về đảo. Quan Vân Sơn thở dài.
bản thân đệ đâu cần, được giúp đại ca thành toàn đại nghiệp là đệ mãn nguyện lắm rồi. Hắc hẳn đại ca còn nhớ lần đệ luyện thái âm khí công bất thành. Đệ dù rất muốn cũng đâu còn cơ hội luyện đến đắc thành âm dương nhị công. Khư Phúc Linh ngây người nhìn Quan Vân Sơn. Nếu vậy, ta đâu nỡ chỉ luyện công một mình. Quan Vân Sơn phì cười. Đại ca chớ nói nhảm, giữa hai ta ai luyện mà không được, là đệ cam tâm kia mà. Nào, chớ để phí thời gian nữa, đại ca hãy lắng nghe tâm pháp thái âm đây. Thật miễn cưỡng, Khư Phúc Linh sau khi lĩnh hội tâm pháp thái âm cũng bấm bùng tiếp nhận một ít chân nguyên do Quan Vân Sơn truyền sang. Sau đó để Khư Phúc Linh dễ bề yên tĩnh tỏa công, Quan Vân Sơn chợt bảo. Đệ ra ngoài một lúc sẽ quay vào, trừ phi đại ca chưa nghe đói, đệ sẽ lưu lại đây cùng đại ca. Khư Phúc Linh xúc động. Quan đệ quá lo lắng cho ta ân tình này. Quan Vân Sơn đứng lên. Đã là huynh đệ, đại ca còn khách sáo làm gì? Đệ đi đây, đại ca hãy yên tâm chờ đệ quay lại. Với chủ ý là đi tìm vật thực, Quan Vân Sơn trước tiên là đi quanh ngôi cổ tự một vòng. Và lòng hiếu kỳ đã giữ bước chân Quan Vân Sơn ở ngay lối dẫn vào chính điện, mà lúc nãy Quan Vân Sơn đã bỏ qua. Nhìn như thế được một lúc, Quan Vân Sơn chợt chép miệng. Nếu không vì sợ đại ca Khư Phúc Linh chờ lâu, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội vào thám thính khu chính điện này. Nhưng cùng không hề gì, một khi vẫn còn ở đây, ta lo gì không còn cơ hội. Và nhìn lại lần cuối đầy tiếc nuối, Quan Vân Sơn quay người bỏ đi, tiếp tục vòng qua mé tả ngôi cổ tử, trước khi đi ra ngoài cổ trận để tìm vật thực. Xung quanh ngôi cổ tử, đâu đâu cũng có nét hoang sơ tiêu điều vì đã lâu không có người lưu ngủ. Và điều này làm cho Quan Vân Sơn nhận thức rằng đừng mong tìm thấy vật thực là trái cây rừng chẳng hạn ở quanh ngôi cổ tử. Ta phải đi ra ngoài khu cổ trận thôi. Tâm niệm như thế, Quan Vân Sơn thản nhiên hướng mặt ra bên ngoài trận. Nhưng chưa kịp bước đi, ở phía sau Quan Vân Sơn bỗng vang lên một tiếng động khô khan. Cạch! Ngỡ có người mai phục, Quan Vân Sơn quay phát lại, diện đối diện với phía tả hoang tàn của ngôi cổ tử. Tiếng động khô khan lúc nãy lại vang lên, nhưng như Quan Vân Sơn đang nhìn thì ở hướng phát ra tiếng động hoàn toàn không có bóng dáng của bất kỳ nhân vật nào, hoặc của bất cứ sinh linh nào. Kinh nghi, Quan Vân Sơn chậm rãi tiến dần đến chỗ phát ra tiếng động đã hai lần được nghe. Những loạt tiếng động là lúc nãy đã ngưng bặt, tuy nhiên nếu Quan Vân Sơn không nghe lầm, thay cho những loạt tiếng động đó thì lúc này lại có những tiếng lụp bụp trầm trầm vẫn cứ văng vẳng xuất hiện. Đó là tiếng động chỉ xuất phát từ nơi nào đó đã bị không gian bưng kín, như từ dưới lòng đất vang lên chẳng hạn. Quan Vân Sơn càng thêm tin chắc vào nhận định này, khi phát hiện nơi bản thân sắp đặt chân đến có quá nhiều bụi cỏ dại mọc dày và mọc thành một khóm hữu biệt với phạm vi độ nửa trường vuông. Một ý nghĩ chợt đến với Quan Vân Sơn. Quanh ngôi cổ tử không hề có bất kỳ nguồn nước lộ thiên nào, như vậy, để tiện cho sinh hoạt, người tăng nhân của Trúc Lâm Thiền Viện trước kia ắt hẳn cần phải đào một giếng nước. Phải chăng chỗ có cỏ mọc dày kia chính là giếng nước như Quan Vân Sơn vừa nghĩ đến? Và nếu ở đó thật sự có một giếng nước thì những tiếng động lúc nãy thật dễ hiểu là xuất phát từ đó và nhất định là do bất kỳ vật nhỏ nào rơi xuống tạo thành. Hiểu điều này, Quan Vân Sơn tự cười với chính mình và dừng lại, sau đó quay người định bỏ đi, vì không cần quan tâm đến chuyện đó nữa. Thế nhưng, bụp, bụp, rào, rào. Vẫn là những thanh âm trầm đục vang lên, nhưng lần này kèm theo đó lại còn có chuỗi thanh âm rào rào cứ như tiếng nước đang bị sôi sùng sục. Có quái thú ở dưới lòng giếng, lo sợ cho đại ca Khư Phúc Linh, giả như nhân lúc Quan Vân Sơn không có mặt và quái thú lại từ dưới lòng giếng nhào lên, gây kinh động đúng vào lúc Khư Phúc Linh vẫn còn tỏa công thì sao? Quan Vân Sơn lập tức tiến thẳng đến chỗ cỏ mọc đầy. Đúng như Quan Vân Sơn đã đoán, lớp cỏ dày quả nhiên đã nhờ hơi nước bốc lên từ chỗ có một miệng giếng ẩn khuất nên sinh sôi không ngừng. Đồng thời chuỗi thanh âm rào rào vẫn cứ tiếp tục vang lên từ đâu đó ở bên dưới lớp cỏ xanh rậm nọ. Vận dùng chân lực vào song thủ, Quan Vân Sơn tiến đến một cách cẩn trọng.
đang sợ quái thú có thể từ bên dưới bất ngờ xông lên, nếu chuỗi tiếng động đúng là do quái thú gây ra, Quan Vân Sơn bỗng có cảm nhận lớp cỏ ở ngay phía dưới chân như bị chuỗi đi. Để tránh bị ngà, nhất là sợ gây thành tiếng động khiến quái thú có thể phát giác, Quan Vân Sơn vội trầm người xuống và dùng tấn để trụ vững thân hình. Nhưng hành vi này của Quan Vân Sơn lại làm cho nền đất dưới chân bỗng lún sâu xuống. Và Quan Vân Sơn chợt hiểu, chính lớp cỏ quá mềm mại đã làm cho thân hình chàng chuỗi đi. Cũng như chính lớp cỏ mọc quá dày đã làm cho vùng đất quanh nơi có miệng giếng thay vì sụp lở từ lâu thì nhờ lớp rễ cỏ đan quyện vào nhau nên vẫn giữ nguyên hiện trạng giả tạo. Do đó, khi Quan Vân Sơn chủ tấn là đã giúp cho miệng giếng bị lở mạnh. Quyết không để bản thân rơi xuống lòng giếng và rất có thể nguy hiểm trực chờ. Quan Vân Sơn vẫn theo bản năng vận lực định tung người nhảy lên. Thế nhưng, Quan Vân Sơn càng vận lực càng làm cho miệng giếng sụp lở. Và, ảo, rào, rào. Cùng với miệng giếng đang đà sụp lở, Quan Vân Sơn càng cố lấy đà định nhảy thì càng bị rơi nhanh hơn vào miệng giếng đang rộng mở đón chờ. Cố trấn tĩnh, Quan Vân Sơn dù bị rơi vẫn căng mắt nhìn thấu xuống lòng giếng. Và điều nghi ngờ của Quan Vân Sơn bỗng hóa thành sự thật, dưới lòng giếng mờ mờ tối đột nhiên xuất hiện một điểm sáng mang màu đỏ thẫm. Đúng là mắt của quái thú, đầy hung quang như sắp sửa phát lộ hung tánh. Thu lực vào hữu thủ, Quan Vân Sơn không chờ bản thân rơi đến gần, cứ bật tung một kình cật lực vào điểm sáng nọ, xem đó là mắt của quái thú như Quan Vân Sơn đang nghĩ. Chàng còn quát. Xúc sinh muốn chết, đỡ. Ầm. Tiếng chấn kình do bị bó gọn trong phạm vi hẹp của một lòng giếng nên cứ âm âm vọng vào tai Quan Vân Sơn. Vì thế, giả như quanh đó có tiếng động nào khác nếu được vang lên đúng vào lúc này có lẽ Quan Vân Sơn không thể nào nghe. Và Quan Vân Sơn cần gì nghe, nếu như bản thân Quan Vân Sơn đang lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười. Quan Vân Sơn có tâm trạng này vì khi đã phát kình rồi mới nhận ra điểm sáng nọ không những không là mắt của quái thú mà còn là một trong những vật mà Quan Vân Sơn đang cần tìm. Đó chính là một bụi tuyết liên, hoa sen, với ít nhất là 5-7 búp đã nở thành hoa và màu hồng của hoa đã làm Quan Vân Sơn lầm tưởng với ánh hung quang xuất phát từ mắt của một quái thú tưởng tượng nào đó. Vì nhận ra đã muộn nên Quan Vân Sơn cứ tần ngần đứng mãi dưới vũng nước cao ngang ngực, là nơi vừa bị Quan Vân Sơn vì vội vã tung kình nên biến thành chỗ chôn vùi cả một bụi tuyết liên rất có thể trở thành thứ thức ăn ngon lành như Quan Vân Sơn và Khưu Phúc Linh đang cần. Sau một lúc ngẩn ngơ tiếc rẻ, Quan Vân Sơn chợt nghĩ, biết đâu những búp tuyết liên chỉ bị chôn vùi chứ chưa bị trưởng kình phá hủy. Và nếu Quan Vân Sơn tìm lại được phần vật thực cho cả hai vậy là có thể giải quyết xong. Với chút hy vọng mong manh, Quan Vân Sơn bế kín hơi thở trầm toàn bộ thân hình vào dưới vùng nước. Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm. Sau một lúc mò tìm với đúng hai lần trồi lên để đổi hơi, cuối cùng Quan Vân Sơn cũng tìm lại được cả một bụi tuyết liên dù đã bị dập nát. Đúng lúc này Quan Vân Sơn nghe tiếng Khưu Phúc Linh văng vẳng gọi. Quan đệ. Quan Vân Sơn tuy thất vọng vì bụi tuyết liên không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn lấy làm vui khi lên tiếng đáp. Đại ca, đệ ở đây, phía bên tả của ngôi cổ tử. Đáp lại, thanh âm của Khưu Phúc Linh vang đến càng lúc càng gần. Ta đã nghe tiếng quan đệ gọi. Quan đệ hiện ở đâu? Sao ta không nhìn thấy? Quan Vân Sơn bật cười. Đệ bị rơi vào đáy một giếng nước. Đại ca chờ đã, đệ nhảy lên đây. Và Quan Vân Sơn lấy đà vận lực, dẫm mạnh chân vào đáy giếng và lao bật lên cao. Vút! Cũng là lúc Khưu Phúc Linh sắp sửa đặt chân vào lớp cỏ hãy còn phân che khuất miệng giếng, Quan Vân Sơn vội lăng không đảo người vào lôi Khưu Phúc Linh lùi xa. Đệ đã bị rơi vì vô ý bước vào lớp cỏ này. Đại ca mau lùi lại. Một phần nhờ Quan Vân Sơn kịp lên tiếng đề tỉnh, phần khác là nhờ sức lôi ngược của Quan Vân Sơn nên Khưu Phúc Linh không đến nổi đi vào vết xe đổ của Quan Vân Sơn, nghĩa là không bị rơi xuống giếng. Và Khưu Phúc Linh kinh ngạc nhìn bụi tuyết liên vẫn được Quan Vân Sơn cầm trong tay. Quan đệ tìm đâu ra linh vật này? Quan Vân Sơn gượng cười, buồn thảm nhìn bụi tuyết liên giờ chỉ còn là phế vật. Có là linh vật hay không, đệ không biết.
chỉ biết lúc bị rơi xuống, để nghĩ nó là quái thú nào đó rất nguy hiểm nên lỡ tay phá hủy. Chà, nếu không phải thế có phải lúc này đệ và đại ca dù sao cũng có chút gì đó ăn vào đỡ lòng. Chỉ tại đệ quá hồ đồ. Khác với thái độ xem thường của Quan Vân Sơn, Khư Phúc Linh đã vội đỡ lấy Bùi Tuyết Liên dập nát. Sau khi kê vào miệng và nhấm thử một mẩu nhỏ, Khư Phúc Linh thất vọng ném bỏ cả Bùi Tuyết Liên đi. Là một linh vật như thế này, cả một kình của quan đệ quật vào đã làm hỏng tất cả. Thật uổng phí cho một báu vật trời ban. Quan Vân Sơn đồng tâm. Báu vật ư? Khư Phúc Linh lập tức quay người bước đi thật nhanh. Quan đệ cứ theo ta thì rõ. Càng đi theo Khư Phúc Linh, Quan Vân Sơn càng nghi hoặc. Vì hướng Khư Phúc Linh đang đi đến chính là lối dẫn vào khu chính điện của ngôi cổ tự mà đã hai lần Quan Vân Sơn bỏ lỡ cơ hội bước vào. Chương 12, Hồng Điệp Tuyết Liên Tử. Cánh cửa mục nát dẫn vào chính điện đã bị xô ngã, Quan Vân Sơn hiểu nhân vật đã gây ra hiện trạng này không phải ai khác ngoài Khư Phúc Linh. Vừa lúc Quan Vân Sơn thầm nhận định như thế, chính Khư Phúc Linh lên tiếng thừa nhận. Ta đang tòa công ở hậu điện, nghe tiếng đồng khá lớn vang lên từ phía này, ngỡ quan đệ lâm địch nên vội đi tìm. Và ta tình cờ đi vào khu chính điện cũng là lúc nghe tiếng kêu của quan đệ đáp lại ở phía tả ngôi cổ tử. Quan Vân Sơn phì cười. Chỉ vì quá lo cho đệ nên đại ca sơ tâm thế sao? Cánh cửa dẫn vào khu chính điện vẫn còn nguyên. Đại ca cần gì phải phí công chạy vào đây tìm đệ? Khư Phúc Linh ngớ người, sau đó cười ầm lên. Đúng là vì quá lo nên ta đâm ra lú lẫn, nhưng nhờ đó ta phát hiện những bút tích có lẽ do những tăng nhân ở nơi này trước kia lưu lại. Quan đệ nhìn xem. Nhìn theo cánh tay của Khư Phúc Linh, Quan Vân Sơn quả nhiên đọc thấy những bút tích. Sau khi đọc lướt qua, Quan Vân Sơn nửa mừng nửa giận. Đệ nào ngờ những tăng nhân ở đây có những sắp đặt kỳ quái này. Vậy là do đệ vô tình tiến đến cạnh cánh cửa dẫn vào khu chính điện làm cho cơ quan tự phát động tạo dịp cho Hồng Điệp Tuyết Liên Tử trí báu ở dưới đáy giếng tiếp nhận thanh khí và tự nở ra. Đã thế đệ còn hồ đồ, chứ gì đã hủy hoại vật báu. Đại ca không trách đệ chứ. Khư Phúc Linh thở dài. Hồng Điệp Tuyết Liên Tử tuy không phải thiên niên tuyết liên nhưng dù sao vẫn có điểm trí báu nào đó của riêng nó. Quan đệ đã lỡ tay hủy hoại thì thôi, dù ta có cách cũng đâu thể vãn hồi. Ta chỉ tiếc cho quan đệ vì đã bỏ lỡ cơ hội tự làm cho nội lực tăng tiến. Quan Vân Sơn chợt đưa mắt nhìn khắp nơi trong lòng khu chính điện. Theo bút tích lưu lại, những tăng nhân cuối cùng trước lúc tạ thế đã tìm một nơi riêng biệt để an táng cho bao nhiêu tăng nhân viên tịch trước họ, như không phải nơi này. Khư Phúc Linh cũng nhìn quanh. Đương nhiên họ phải tìm chỗ kín đáo hơn, đâu thể dùng khu chính điện vốn là chỗ để thờ tử. Quan đệ có ý tìm khu vực an táng ư? Quan Vân Sơn đỏ mặt. Vì đệ chợt có ý nghĩ này, một khi họ đã dày công bố trí, sao cho Hồng Điệp Tuyết Liên Tử chỉ hé nở khi có người vượt qua trận đồ bên ngoài và lọt vào đây, thì tại sao họ không lưu lại công phu sở học của chính môn phái họ? Và Quan Vân Sơn thở dài. Đệ đã thất bại trong việc luyện thái âm khí công, già như võ học nếu có lưu lại ở đây phù hợp, chẳng phải đệ xè là tái ông thất mã, mất cái này thì có phần khác bù đắp vào sao? Khư Phúc Linh gật gù. Quan đệ nghĩ như thế cũng phải. Hay là thế này, để ta ra ngoài tìm vật thực cho cả hai, trong khi quan đệ cứ ở đây, biết đâu sẽ phát hiện như điều quan đệ mong muốn. Quan Vân Sơn lập tức lắc đầu. Đệ đã tự đảm nhận việc đi tìm vật thực thì việc này đại ca cứ giao phó cho đệ. Còn đại ca thì cứ tìm. Nếu tìm thấy, cả hai huynh đệ ta cùng luyện. Và Quan Vân Sơn mỉm cười. Lần này đại ca cứ yên tâm, đệ sẽ không để lỡ việc như lần vừa rồi đâu. Đệ sẽ quay lại ngay. Nhanh nhẹn quay người, Quan Vân Sơn bỏ đi, trước khi Khư Phúc Linh kịp có phản ứng nào khác. Lúc đi ngang chỗ có miệng giếng vô tình Quan Vân Sơn đưa mắt nhìn. Để rồi Quan Vân Sơn thở dài vì nơi đó giờ đã sụp lở hoàn toàn, cũng là do hành động lúc mới rồi của chàng nên miệng giếng lở mãi mà thành. Di chuyển theo cách xuất trận, Quan Vân Sơn chợt nghĩ ngay đến Lão Thường Đại Thành khi nghe có tiếng hô hoán bất ngờ vang lên.
tiểu tử vẫn an toàn xuất trận, mau mau cấp báo cho giáo chủ biết. Quan Vân Sơn đứng ngay bên ngoài cổng tam quan và kinh ngạc nhìn thấy mười mấy nhân vật che kín chân diện như đã cố tình đứng đón chờ Quan Vân Sơn xuất hiện. Vừa nhìn thấy họ, Quan Vân Sơn buột miệng kêu. Bọn ngươi đều là giáo đồ Ngũ Liên giáo. Đáp lại câu nghi vấn của Quan Vân Sơn, một tiếng rít gió bỗng vang lên. Viu. Đưa mắt nhìn, Quan Vân Sơn nhận thấy đó chính là một vệt sáng đang nhanh nhẹn bay vút lên cao. Chợt hiểu đó là tín hiệu của bọn họ, hầu cấp báo cho nhân vật giáo chủ nào đó vừa có người đề cập. Quan Vân Sơn cười vang. Biết rõ ta đi vào Trúc Lâm cổ tự để đứng đợi sẵn bên ngoài, bọn Ngũ Liên giáo các ngươi quả thần thông quảng đại. Tuy nhiên, liệu bọn ngươi có đủ năng lực cầm chân ta để chờ giáo chủ đến chăng, đó là điều bọn ngươi cần phải hỏi lại chính bản thân. Ha, ha. Không phải lo lắng cho Khư Phúc Linh, vì đã có âm dương hỗn mang che chở. Quan Vân Sơn vì gấp rút kiếm tìm vật thực nên đang khi cười đã tùng người lao đi. Vút. Bọn Ngũ Liên giáo che kín chân diện lập tức liên thủ phát kình ngăn lại. Tiểu tử, ngươi dễ chạy thoát thế sao? Hãy dừng lại nào. Đỡ chiêu. Đừng chạy vội, đỡ. Thảo. Vù. Với khinh thân pháp được vận dụng tận lực, chỉ suýt nữa Quan Vân Sơn thoát khỏi vùng trường ảnh liên thủ của bọn chúng. Vì không kịp thoát, nên Quan Vân Sơn ngạo nghễ phát kình. Bọn ngươi liệu đủ tư cách ngăn cản ta ư? Đỡ chiêu. Ầm. Có lẽ bọn họ chỉ là giáo đồ cấp thấp nhất của Ngũ Liên giáo, vì hợp lực của bọn chúng chỉ làm cho toàn thân Quan Vân Sơn khẽ dao động một ít rồi thôi. Quan Vân Sơn đắc ý, tiếp tục lao đi. Cáo biệt nha, ha, ha, vút, chợt có tiếng quát, chậm đã nào tiểu tử, việc gì phải vội chứ, đỡ, ầm, bị một trường bất ngờ quật vào từ phía tả, Quan Vân Sơn phải văng sang mé hữu. Giận dữ và quay lại nhìn, Quan Vân Sơn chỉ thấy một nhân vật cũng che kín chân diện, đúng là đồng bọn và là thượng cấp của bọn kia. Quan Vân Sơn tung người lao đến. Dám đánh lén người, nào phải là hành vi của Nam Nhi Đại Trường Phu. Đỡ. Vù. Nhân vật nọ cười vang. Chỉ tiếc bản nhân nào phải Nam Nhi Đại Trường Phu như tiểu tử ngươi vừa bảo. Hãy xem trưởng, ha, ha. Tào. Phát hiện lực đạo của nhân vật vừa phủ nhận bản thân không là Nam Nhi Đại Trường Phu là quá lợi hại, Quan Vân Sơn vừa dịch người lo tránh chiêu, vừa quát hỏi. Vậy mụ là ai? Có oán thù gì với Quan Vân Sơn này? Vẫn với giọng nói trầm trầm, khó thể tin đó là thanh âm được phát ra từ nữ nhân, người nọ bật cười khi bám đuổi theo Quan Vân Sơn. Hảo tiểu tử, người định dò xét bản nhân chỉ qua một vài câu hỏi đơn giản thế sao? Người xem thường bản nhân quá đấy. Đỡ chiêu. Bùng. Quan Vân Sơn bị trúng kình và phải thầm thừa nhận thân thủ của nhân vật này như có phần cao minh hơn, so với thường đại thành. Đủ để chứng tỏ thực lực của Ngũ Liên giáo là không thể xem thường, cho dù bọn chúng chỉ gần đây mới xuất đầu lộ diện. Sợ gặp nguy nếu cứ mãi chậm chân, Quan Vân Sơn dù chưa kịp ổn định chân nguyên sau khi bị lãnh nhận một kình vẫn hối hả tìm phương tháo chạy. Đoán biết trước động thái của Quan Vân Sơn, nhân vật nọ chỉ sau một thoáng xoay người đã xuất hiện ngăn lối. Ngươi chưa thể đi được đâu, tiểu tử. Nếu chưa tiết lộ những gì ẩn giấu ở bên trong cổ viện Trúc Lâm hàng 200 năm qua, chưa một ai có đủ bản lãnh đột nhập. Nằm xuống. Vù. Quan Vân Sơn chợt đồng tâm. Hóa ra Trúc Lâm Thiền Viện lại là nơi không phải chỉ có một ít người biết. Trái lại, theo cách nói của nhân vật này, đó là nơi được nhiều người biết đến qua một danh xưng có phần đổi thay, là cổ viện Trúc Lâm, và suốt 200 năm qua vẫn chưa một ai vượt qua cổ trận để có mặt bên trong như Quan Vân Sơn và Khư Phúc Linh vừa may mắn có mặt. Với ý nghĩ này, một câu nghi vấn không thể không nảy ra trong tâm trí Quan Vân Sơn, là Khư Phúc Linh đã biết hay như bản thân Quan Vân Sơn chưa biết gì về Trúc Lâm cổ viện. Đó là chưa đề cập đến chuyện giả như Khư Phúc Linh có biết thì biết được bao nhiêu phần về cổ viện này. Định tâm sau này nếu có dịp sẽ đem nghi vấn đó hỏi Khư Phúc Linh, Quan Vân Sơn đành gắng sức cố vượt thoát trùng vi trong lúc này. Quan Vân Sơn đảo người. Vút.
và là thật nhân vật nọ không hiểu sao cứ đoán trước được định ý của Quan Vân Sơn. Một lần nữa nhân vật nọ chỉ cần một thoáng xoay người là xuất hiện ngay trước mặt Quan Vân Sơn. Bản nhân bảo ngươi đừng chạy kia mà, đỡ, bung, lại bị một kình nữa chấn rồi, làm cho Quan Vân Sơn chao đảo không thôi. Tuy vậy, kết quả này lại làm cho nhân vật nọ có lẽ quá kinh ngạc khi buột miệng kêu. Bản nhân đã vận dụng đến 6 phần hỏa hầu, không ngờ tiểu tử ngươi cho đến lúc này vẫn bình yên vô sự. Không lẽ ngươi đã gặp kỳ tích ở trong cổ viện Trúc Lâm? Hãy tiếp thêm một trưởng nữa xem. Vù! Phản ứng của nhân vật này khiến Quan Vân Sơn tỉnh ngộ. Tình thế diễn ra quả đúng như vậy, là trước sau hai lần cứ mỗi khi bị trúng kình thì toàn thân Quan Vân Sơn dù bị chao đảo nhưng xét về nội lực chân nguyên thì dường như chưa hề bị một tổn hại nào dù là nhỏ. Hoàn toàn khác với lúc trước, mỗi khi bị họ Thường đá trúng một kình là huyết khí toàn thân Quan Vân Sơn đều bị sôi trào nhộn nhạo. Tuy chưa hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng vì nghĩ đây là lợi thế không thể bỏ lỡ nên Quan Vân Sơn đánh liều cùng nhân vật nọ dùng kình chạm kình. Quan Vân Sơn hất tay. Mù cũng tiếp ta một trưởng. Đỡ. Tào. Nhưng ngay khi trưởng kình vừa phát ra, Quan Vân Sơn lập tức nhận thấy có điều bất ổn. Đó là khí huyết kinh mạch toàn thân bỗng sôi quặn lên, làm cho việc dùng chân lực của Quan Vân Sơn hầu như bị nghẽn lại một vài sát na. Nhận biết lúc phát kình nếu để chân nguyên bị gián đoạn là tự chuốc hậu quả khó lường, Quan Vân Sơn vội vã thu kình. Đúng lúc này trường lực của nhân vật nọ đổ ập đến. Ầm. Vì đó là lúc Quan Vân Sơn thu kình nên việc bản thân bị kình lực chấn lùi, Quan Vân Sơn còn để cho chấn kình của đối phương có cơ hội đâm xuyên vào tận huyết mạch đau nhói. Ôi chao! Sắc diện của Quan Vân Sơn vụt tái nhợt, hoàn toàn khác với một ngụm huyết đang thổ ra đỏ ối. Quẻ! Vẫn chưa hết những điều tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến cho Quan Vân Sơn, là từ đại huyệt đan điền của chàng cùng một lúc có hai luồng chân khí đối chọi nhau đã đột ngột xuất hiện. Và hai luồng chân khí này một hàn một nhiệt nên chúng sâu xé lẫn nhau làm cho toàn bộ ngũ tạng lục phủ của Quan Vân Sơn cứ đau buốt lên từng cơn. Quan Vân Sơn vì thế chợt quằn người, sau cùng tự ngã vật xuống bất tỉnh. Huỵch! Diễn biến này khiến nhân vật nọ và những tên giáo đồ ngũ liên giáo đều thất kinh. Tiến đến cạnh Quan Vân Sơn, nhân vật nọ sau khi xem qua kinh mạch liền gật đầu. Chân khí nghịch hành, để tiểu tử chết thế này là quá nhẹ so với bản nhân định dành cho bản thân ngươi. Không dễ thế đâu. Sau đó khi đã lục soát khắp người Quan Vân Sơn, nhân vật nọ dần giữ đến phải bật kêu. Tiểu tử không giữ tỳ độc châu trong người. Hừ, nhưng dù ngươi giấu ở đâu vẫn không thể giấu được mái bản nhân. Đoàn quay đầu về phía sau, nhân vật nọ ra lệnh. Bọn ngươi chúng ta lui được rồi. Nhân tiện, hãy đưa tiểu tử về, giam vào tử lao. Bọn giáo đồ ngũ liên giáo lập tức thi hành và chỉ một thoáng đã mất hút khỏi khu rừng trúc vốn vẫn bao quanh trúc lâm cổ viện, cho dù trận cửu cung bát quái trận ở đó đã bị Xuân Mãn và Đông Điền phá hủy. Dưới ánh sáng lờ mờ, Quan Vân Sơn phát hiện bản thân thì đang nằm và ngồi ngay bên cạnh là một bóng nhân ảnh khó nhìn rõ nhân dạng. Sợ hãi, Quan Vân Sơn ngồi bật dậy. Tôn giá là ai? Đáp lại câu hỏi đầy nghi ngờ của Quan Vân Sơn, thanh âm của nhân vật nọ tỏ ra hiểu biết. Bần đạo vì đã từng trải qua tâm trạng như thiếu hiệp lúc nãy, nên sẵn sàng giải thích những gì thiếu hiệp đang nghi vấn và thế nào cũng hỏi. Chỉ có chừng đó mà nhân vật nọ đã tỏ ra mệt nhọc, nhưng vẫn nói tiếp. Thứ nhất, chúng ta đang bị giam ở tử lao và là tử lao của Khưu Đạo Trang. Thứ hai, cũng như bần đạo thiếu hiệp bị giam vì ở thiếu hiệp nhất định phải có vật gì đó rất cần thiết cho Khưu Đạo Trang. Do vậy, tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến lúc nào Khưu Đạo Trang đạt mục đích mới thôi, đó là chiếm cho bằng được vật gì đó ở thiếu hiệp. Thứ ba, bần đạo là đệ tử toàn chân phái, có đạo hiệu Trùng Quang, bị giam như thế này đã ngoài 3 năm. Và sau cùng, nếu thiếu hiệp không còn gì để hỏi, bần đạo nghĩ chúng ta nên khẩn trương bàn đến chuyện khác hệ trọng hơn, vì một dịp may như thế này chắc chắn không bao giờ có lần thứ hai.
những gì nhân vật nọ vừa bộc lộ làm cho Quan Vân Sơn kinh tâm động phách đến nỗi Quan Vân Sơn cứ nhìn sững vào nhân vật nọ. Chỉ khi lấy lại sự trấn tĩnh, chàng mới có thể lên tiếng, và nói một cách cẩn trọng. Tài hạ đương nhiên vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng chuyện đó cứ để sau. Còn lúc này, chỉ xin tôn giá giúp tài hạ minh bạch một điều, đó là tôn giá biết gì về đoạn văn này. Và Quan Vân Sơn đọc luôn một đoạn kinh văn, không cần biết nhân vật nọ có chịu nghe hay không, hoặc tuy có nghe nhưng không biết có bao nhiêu phần am hiểu. Động thái và nhất là đoạn kinh văn của Quan Vân Sơn làm nhân vật nọ sững sờ. Quan Vân Sơn nhận biết điều đó qua thái độ câm lặng của nhân vật nọ, cho dù những gì cần đọc chàng đã đọc xong từ lâu. Vì nhân vật nọ cứ mãi câm lặng nên Quan Vân Sơn cứ khinh khỉnh mỉa mai. Như tôn giá không biết gì về đoạn kinh văn vừa rồi. Đủ chứng tỏ tôn giá không hề là đệ tử toàn chân giáo như vừa mạo nhận. Vậy tôn giá nói đi, ngũ liên giáo muốn gì ở tài hà khi dùng khổ nhục kế, tạo cơ hội cho tôn giá tiếp cận tài hà trong cảnh ngộ 10 phần giả tạo nhưng lại diễn ra y như thật thế này. Những câu hỏi vừa gay gắt, vừa đề quyết của Quan Vân Sơn rốt cuộc cũng làm cho nhân vật nọ mở miệng. Ta, nếu thiếu hiệp biết rõ về đoạn kinh văn này, không lẽ trong 6 sư huynh của bần đạo đã có người lâm nguy? Mà thôi, có lẽ điều cần thiết trước tiên là giúp thiếu hiệp giải tỏa mọi nghi vấn đang có về bần đạo. Là thế này. Đến lượt nhân vật nọ đọc luôn một hồi toàn là những khẩu quyết kinh văn võ học bất chấp đoạn đó có hay không có liên quan đến đoạn kinh văn Quan Vân Sơn đã đọc. Thái độ của Quan Vân Sơn vụt thay đổi, và càng nghe nhân vật nọ đọc chàng càng thêm bàng hoàng, đến độ phải chồm người đến, nắm vào hai bên vai của nhân vật nọ. Chỉ có đệ tử toàn chân giáo mới am hiểu kinh văn tiên thiên, không lẽ tôn giá đúng là đạo trưởng Trùng Quang, nhân vật cuối cùng còn sót lại của toàn chân đệ tử. Giật bắn thân hình vài lượt, và nếu nhân vật nọ không được hai tay Quan Vân Sơn giữ lại, có lẽ đã ngã ập qua một bên. Có tình trạng này vì nhân vật nọ đang bàng hoàng kêu. Thế nào là nhân vật cuối cùng còn sót lại? Không lẽ những sư huynh của bần đạo đã... Qua thần thái lúc này của nhân vật nọ, Quan Vân Sơn càng hiểu rõ hơn và biết nhân vật nọ tuyệt đối không thể là giả mạo. Và giả làm sao được nếu nhân vật nọ đã chứng tỏ vừa am hiểu kinh văn của tâm pháp tiên thiên đúng với tâm pháp Quan Vân Sơn đã được một đạo trưởng toàn chân phái trao truyền đồng thời vừa cho thấy toàn bộ công phu võ học của nhân vật nọ đã không còn nữa, đến một chút chân lực còn con cũng không. Và lại, bọn ngũ liên giáo dù muốn giảo mạo đến mấy, muốn dùng kế khổ nhục đến thế nào đi nữa thì chúng đâu dễ gì tìm ra một nhân vật sẵn sàng vì kế khổ nhục để chịu phế bỏ võ công, là điều quả thật đang có ở nhân vật này. Quan Vân Sơn tỏ ra áy náy và hối tiếc. Mong đạo trưởng lượng thứ cho những nghi ngờ vừa rồi của vãn bối. Nhân vật nọ xua tay và sau đó cố tự ngồi một mình, bằng cách gỡ nhẹ hai tay Quan Vân Sơn ra. Bần đạo đâu thể trách thiếu hiệp, nếu như chính bần đạo cũng vì nghi ngờ nên suýt nữa đã đẩy thiếu hiệp vào tử địa. Quan Vân Sơn giật mình. Đạo trưởng cũng nghi ngờ vãn bối. Thật sao? Trùng Quang đạo trưởng gật đầu. Vì phàm nhân vật nào cũng vậy, trước khi bị đẩy vào tử lao này đều phải chịu phế bỏ võ công, ở thiếu hiệp thì ngược lại, nên bần đạo đã có ý định tận dụng cơ hội này để đào thoát, cho dù biết chắc thế nào thiếu hiệp cũng mất mạng, bần đạo vẫn phải tiến hành. Nói đến đây, Trùng Quang vụt thở dài. Do lúc này mọi nghi ngờ đã chẳng còn, tốt hơn hết thiếu hiệp hãy kể lại toàn bộ cho bần đạo nghe. Vẫn còn đủ thời gian cho bần đạo định kế lâu dài. Nhớ đấy, thiếu hiệp phải kể cho thật tường tận, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Như vậy, Quan Vân Sơn đã rõ. Những gì ngay lúc đầu Trùng Quang đạo trưởng đã nói đều là sự thật, kể cả cơ hội để đào thoát cũng là sự thật nốt. Do đó, dù chưa hiểu muốn đào thoát phải làm như thế nào, nhưng vì đã tin vào đạo trưởng Trùng Quang nên Quan Vân Sơn nhất kể lại mọi việc. Câu chuyện kể của Quan Vân Sơn đâu có gì là dài, chỉ phiền một nỗi là có quá nhiều tình tiết. Mà theo đạo trưởng Trùng Quang căn dặn Quan Vân Sơn nào dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ. Do đó, để kể cho hết và cho thật mạch lạc Quan Vân Sơn cũng phải tiêu tốn đến ít lắm là 2 canh giờ.
Vì thế đó là nguyên nhân khiến đạo trưởng Trùng Quang khẩn trương lên tiếng giải thích ngay, sau khi Quan Vân Sơn dứt lời. Bần đạo có thể nói tóm lại thế này. Nhân vật đã đánh bại thiếu hiệp ở cạnh cổ viện Trúc Lâm dù có tự nhận là người của Ngũ Liên Giáo thì do đã đưa thiếu hiệp đến và giam giữ ở tử lao này, có thể hiểu thêm nhân vật đó cũng là người của Khưu Đạo Trang. Và khi chỉ cho thuộc hạ đưa thiếu hiệp về đây giam giữ là có thể hiểu nhân vật nọ đang bận tâm về những gì còn ẩn giấu ở trong Trúc Lâm cổ viện. Do đó, dù có tìm thấy những vật ẩn giấu ở đó hay không thì muộn lắm cũng nổi nhận ngày mai, nhân vật nọ cũng quay về để tra hỏi thiếu hiệp về Tỷ Độc Châu. Điều này chứng tỏ thiếu hiệp chẳng còn được bao nhiêu thời gian để tự tạo cơ hội thoát thân an toàn. Hãy nghe lời bần đạo, mau dùng tâm pháp tiên thiên của bổn phái mà thiếu hiệp đã biết để cấp tốc chấn áp và ổn định hai loại chân nguyên đối chọi nhau đang tồn tại trong nội thể của thiếu hiệp. Chỉ có cách duy nhất đó là giúp thiếu hiệp tự cứu thân, cũng là thay bần đạo thực hiện nhiều tâm nguyện. Cố quên đi những mệt mỏi để nói luôn một hơi dài như thế, Trùng Quang đạo trưởng sau đó cứ trực liêu siêu, khiến Quan Vân Sơn phải nhanh tay đỡ mới không ngã quỷ. Vẫn sợ Quan Vân Sơn để phí thời gian, đạo trưởng Trùng Quang rõ ràng là sắp ngất đến nơi, vẫn cố nói thêm một vài lời nữa. Gọi là tử lao vì nơi này ngoài việc mạo hiểm xông ra phía trước là điều không thể nào thực hiện nổi với bản lãnh như thiếu hiệp, thì ở phía sau lại bị ngăn trần bởi một chướng ngại tuyệt đại gian nguy là hàn nhiệt nhị cốc. Nhưng vì thiếu hiệp lại có sẵn hai loại chân nguyên hàn nhiệt, nếu cứ theo nguyên lý sinh khắc. Chợt hiểu vì sao đạo trưởng Trùng Quang lại tỏ ra khẩn trương, Quan Vân Sơn cố ý mỉm cười. Tài hạ hiểu cả rồi. Tài hạ sẽ dùng nhiệt công khi xông qua hàn cốc và ngược lại sẽ vượt qua nhiệt cốc bằng hàn công. Nhưng trước đó cần phải vận dụng tâm pháp tiên thiên để ổn định hàn nhiệt nhị chân nguyên. Có phải ý đạo trưởng là như thế? Và Quan Vân Sơn chỉ nhìn thấy đạo trưởng Trùng Quang nở một nụ cười mãn nguyện cho dù đang chìm vào hôn mê trầm trầm. Đỡ đạo trưởng ngồi vững, Quan Vân Sơn sau một lúc đắn đó và nhìn ngắm diện mạo quá ư tiểu tụy của người đã bị giam giữ suốt thời gian dài, chợt quả quyết đặt tay vào đại huyệt linh đài của đạo trưởng. Vậy là thêm hai canh giờ nữa trôi qua, cho đến lúc đạo trưởng Trùng Quang cựa mình choàng tỉnh.